Chào Công cảnh Jackie đấy luôn. Công nhá. cảnh. Mấy hôm nay anh livestream muộn quá không xem được. Ở mấy hôm nay thì nói chung ấy là anh em xem tôi, anh em xác định ấy, một là anh em xem các cái clip cắt lại, hai là anh em xem tôi livestream muộn, stream muộn một chút. Mana Hôm Doom à? ui, con LC của nó thế giới không này, 400 đam rồi, cộng 400 rồi này, dã man. Ôi trời ơi. Bây giờ kiểu kiểu nó nếu có cái con nào nó counter ấy, khó thật. Ngày xưa có cái bọn Saman còn ăn được. À, ôi được Ôi chết anh ạ. Zura ơi. Không được anh ơi. Chuẩn bị lên 9. Mà đồ khèo. Đồ hơi khèo. Gặp ngay được cả giết cô ta. Má ơi, đi rồi. Chết rồi. Suda cũng thua thằng này này. À không không không. Ôi, được, sao được anh? Nhầm. Thằng này nó không phải là Exorcist. Ủa sao bên nó có hai thằng trick lại à? Ờ. Hoài thế. Chết rồi, thua rồi. Top 7, top 8 này, top 6 luôn này. Ui, một mình Suda đấm 4 thằng luôn. Trận này chơi chín vua nhiều người chơi quá. Con thằng nào vua, con thằng nào chín vua, vẫn còn thằng chín vua. Phải đấm được thằng chín vua đi, xong rồi là... Xong rồi là thằng ấy. Trời thua rồi, trận này thua rồi. Xong, đấm được thằng chín vua đi, xong rồi thì em mới bỏ được đắc ra. Nó cũng đéo bỏ được. Nó đi rồi, nó gặp thằng Kena đi rồi. Tại sao 9 Wario lại gặp Clyde lại đi? Vì nó là C3 anh. Đi không? Cho biết. Vì nó quá khỏe. Quá khỏe rồi. Gần đi. Màu. Bèo đi trước. Bèo khi đi trước ấy. Nhiều luôn bèo ơi. Ui mà thằng bèo nó đen đến cái mức mà trận này nhá. Mấy con Saman nó còn không lên được 2. Giờ mới lên được 2. Vãi cứt. Đấy nó gọi là chọn sai đấy, nó gọi là đi sai lineup đấy. Đúng. Dồn ép. Mẹ. Cái con hoa nó mất nhiều tiền ở đây quá. Không nhưng mà đấy nó gọi là cú lừa đấy. Morphling ra sớm phết. Ra có cả Morphling, đồ đạc các thứ ngon lành. Thôi xong rồi, 9 Warrior này là cái con Doom nó là 2 sao. Bèo đi rồi. Bèo đi rồi. Đút em ơi. À được, đúng rồi này. Ui. Tôm. Quý luôn không nhỉ? Hay chơi tiếp nhỉ? Anh Zura, tin tưởng anh Zura nơi. Ờ, tin Zura sẽ đấm được hết. Tin cái gì? Cố lên em ơi. Thằng này nó kẹp tabu để nó chơi em rồi này. Thì em cũng phải kẹp tabu vào. Ơ. Em biết rồi. Up. Bây giờ bỏ con Dark Spirit ra đi. Từ từ đã, kệ. Đa em chỉ sợ mỗi con Wario thôi. Up 9 luôn hả? Cho mẹ đu vào mày. Không. Không. Kệ mẹ nó không sợ. 9 Wario Doom của nó là co mà. Sợ gì? Đồ kia đồ Doom mà. Đồ Doom nhưng mà nó là 9 Wario, hiểu không? Đấm chết luôn, thấy chưa? Bây giờ kiếm cái hút máu là xong. Sợ bố con thằng nào đâu. Đấy, tự lan nó chết này. Tự lan chết nhưng vẫn đấm chết được nó. Nó chưa chết anh ơi. Nó sắp chết rồi. Chợ sau Long chơi không nhở? Ông chơi thì tôi chơi. Tôi có. Giờ ra cái ba tia. Mẹ vào lại tố hai rồi. Ôi một đều mà anh đánh 5 trận rồi. Một đều anh em nhá. Bây giờ là một đều. Anh này mới nhiều view chứ không. Hôm nay là GTD là đánh với cả team mạnh nhất của gì nhỉ? Kazakhstan nào nó ở vùng nào nhỉ? Gọi Trung Đông à phải không? Đông Nam Á. Đông Nam Á đéo gì? Nam Á. À Nam Á, Nam Á. Ông Kazakhstan. Nhưng mà phải có hút máu cuối cơ. Khổ.
Không không cần hút máu cuối, năm bây phẩy giờ năm vẫn không phẩy hút máu và địa được. lý hồi cấp 3. Máu cuối mới đánh được con Cái lúc NLC này nó không? đánh nước Nga, ngồi tiếng Nga ấy. Trông kiểu một mình mẹ mình vùng vùng vẫy được mấy Kazakhstan phẩy nói tiếng sợ. Nga á? Vâng, tiếng em mà. À, thế à, thế là thuộc Liên Xô cũ đấy hả? Kinh nhỉ. Vâng, nó bọn này bọn Nga chơi với nhau. Thế thì cũng anh em cũng chủ nghĩa xã hội với nhau thôi. Anh em cứ đánh tà tà. Chủ nghĩa xã hội thì đấy công bằng nó chia đều cho tất cả anh mọi người. Tuấn anh Tuấn làm cái bảng tỷ số ở livestream ở trên kênh đi cho anh em biết cái. Bảng tỷ số à, nhưng mà đều có cờ đều có gì cả, chưa chuẩn bị cái này nó gọi là đột xuất thôi. Thôi thì cứ nói một mà được, mà một đều có gì đâu, khổ. Anh em nào thấy 6 7 8 chán Bắt đầu từ game sau năm lắm làm anh em làm game cái lịch sau mọi người chơi sử, nhé, làm lịch sử. để em đi chia sẻ link cái chia sẻ link Ừ, em đi đi, nhiệm vụ vui của coi như là gọi là gì nhỉ, thư không thư ký ký thì không phải, nó là gì, phó ban coi như là gì phó phó ban gì nhỉ, phó ban gì nhỉ, quan có cái thư ban, có cái ban gì nhỉ, nó hay có ở trong cái bọn ấy đấy, bọn nhà nước ấy, bọn mấy cái công ty nhà nước nó hay có cái ban gì, nó gọi là ban gì, Đài truyền hình không không phải Việt ban tuyên giáo. Anh em với chat biết cái ban này không, nó có một cái ban chuyên đi coi như là kêu gọi các thứ, truyền thông ban truyền thông à? À, ban truyền thông nhưng mà ban truyền thông mà. Juda ăn hết rồi. Không không ăn nào thằng LC anh ạ. C đâu anh ơi. Không, cái con Nhưng khỏe LC lắm. đấy thì để tính xem là đi gì thì ăn được nhỉ? Đắc Cái ơi. đấy phải, cái đấy phải có trông lé cuối Đắt hai, nhỉ. đắt hai là ăn được, đắt hai đồ. Đắc hơi đi, ráng đắc hơi đi. Nên kẹp đu Đây, hay là đây. kẹp gấu hiến tế nhỉ? Đùm em ơi. Đâm, 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 đâm. Hay làm quả combo mực kẹp đu. Vẩy mực cho đúng hết. Vẩy Rồi mực bỏ với đắc cả vào đu. đu. Bỏ đắc vào mới trị được bọn Tắc một thì nó. không ăn thua được. Có đắc vào. Ừ, cũng được đấy, thế kẹp quy giạt vào cũng được. Đấy, nắm được này. Đấm Không đấm được thằng này ấy. Được. được được chứ. được còn còn đông kìa. Ban Đang đồng tuyên tâm huấn, có cái thì ban tuyên làm huấn á. sao gì có được được Top 2 rồi, chắc top 2. Như các bạn tốt tốt sở ven Sven cứ kìa. đu đi. Ui. Mua cả can đông anh ơi, chỉ nó lên 2 vứt vào cũng được. Sai chị cũng sao. Không, bây giờ sở ven ý thì vứt mẹ Dark Spirit đi, đấm xuyên Không giáp anh hết ơi. mà, đấm xuyên giáp hết không sợ đâu. Đát một, Nhưng đát mà hai cho vào, bỏ đát ra cho hút nó hút máu gì. hơn kia anh, hút máu cho TB, con TB không có tí hút máu nào. Ờ nhưng mà có con Warrior đâu mà sợ hút máu. Đấm xuyên giáp luôn sợ đéo gì, có kịp hút máu đéo đâu. Gặp ăn được ăn được. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn Cho con Doom vào đấm cho nó khỏe em ơi. ui, ui hút máu Không được cuối đâu, nó mà. phản đang là chết đấy, nó phản đang là chết. Ăn là chết đúng rồi, không không ăn được, không ăn được. Không không Phải không ăn có hút được. máu cuối với tầm Mày này cứ cuối cho thử thì con được. Doom vào tìm anh đi. Cho thử con Doom vào đấm thêm. Còn đắt có 2.000 đam. Có đấm được phát nào đâu mà hút máu. Em cho con Sven cái Dagon á, còn đồ đam thì nhét vô đâm đi. Đúng rồi. Chuẩn rồi đấy. Sao gặp thằng đi giao à? Chưa biết. Em bây giờ em cứ lấy được con Doomba thì em chấp cả lò nhà nó luôn. Bấy đi, lấy thử đi, Ok. thật. Lấy được con Doomba đấm cả lò nhà nó luôn. Đang Chu ra ở đang 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 bờ rồi. linh cuối à? Xếp Đúng con rồi, đúng Nam rồi, cho đúng rồi. cái à? Thằng kia nó bờ linh cho con cá nông kìa. Tabu ở dưới đít trên góc bên trái. Đúng rồi, xếp tabu xuống dưới phía sau con unicorn á.
Cho một cái giáp cho. À ừ được. Ui sao lắm giáp vậy? Ừ, ghép nhiều giáp quá. Giáo ghép cho mày cũng đang đánh đi nhét nhở. đồ đi nhét đồ đi nhét đồ cho mấy con kia đi, Ừ. cứ nhét đồ đi. Doom kìa, Doom ma lăng kìa. Chán Ôi. rồi. Ta bê lên đem lên mana chậm ra. Ui. Ôi thua này á. Zura anh bảo Ồ. vứt cái blink cho con Doom ấy em ạ. Vứt cái blink cho Doom ấy. Em vứt cái blink cho Doom ấy, còn còn để TB cái Ngọc Ma Lăng là được. Đấm con này nó đánh gần rồi, nó chém lan, nó cũng đánh xuyên giáp. Ơ làm gì đấy, làm gì đấy, làm gì đấy? À. Số 3 hả? Thay đồ lại đi, thay đồ lại đi. Ui nhưng mà cái cái đồ này blink gì cuối, anh? Cái blink cuối hơi phí. Cứ lém cho Doom đi. Lấy cho đấm cái, lấy cho đấm cái blink đi. Lấy lại cho cái ma con đang lăng cùng cho mana. con TB. Xung kích cho TB. Có xung kích. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ui ăn. Ô, đấy thấy ăn chưa? Này. Có chuỗi, có chuỗi, có chuỗi. Hay quá. Anh Thằng kia bảo đồ thằng xung kích cho TB cơ, bỏ cái ma lăng cho con chú quỷ là được rồi. Chú quỷ chém phát mà nên là Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, xung kích cho TB đi. đưa cục ngọc qua cho kia rồi kìa, đưa tay bê lên TB lên cao cũng được. Từ từ nhá. Thằng mình giết con Canon trước, con Canon nó bắn làm chậm khó chịu lắm. Con LC Blink nhá, đằng sau nhá, cẩn thận. Không, sao lại gặp thằng ấy mà. Ủa, có kịp hóa không vậy? Kịp, 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 bóp đam kịp. Kịp bóp không? Bóp, bóp được, bóp được, bóp được. Nhưng mà vẫn thua. Bóp được nhưng mà ui, không ăn nó được. Đấm, nó 7, nó 1000 đam rồi. Nó 700 không, đam này. Khỏe quá. Nó 1000 đam thôi, đỡ thì đéo được. Anh Dura không có cầm đánh, nếu có cầm ừ, đánh bảo được. Để đúng ghép rồi, cái đúng cầm rồi, đánh đúng rồi. rồi. Đéo đợi, ghép cầm đánh. Có cầm đánh. Nhưng mà có cục máu nào đâu, có cục ngọc máu nào đâu, nhìn đồ đi. Không có ngọc máu từ nãy không ngọc giờ máu nãy rồi. Giờ luôn ấy. Ừ thôi được rồi. Em nghĩ anh xếp con gấu ba góc bên phải xuống góc bên phải này, nó trói con nờ ừ, lại đúng lấy lại rồi, đúng Blink, rồi, đúng rồi. chuyển lại Blink cho con kia, giáp phản cho TB. Ừ, ok lốt lốt cái này chưa chết được luôn mà hay lắm. Không lần này ăn được, đã được ăn được. Ui chưa kịp bọn gấu. Ờ à, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, gấu trói lại, gấu trói lại là ăn được. Nếu trói, nếu trói đi. Ừ. Khó lắm. Bây giờ phải có cầm đánh thì ăn được. Có cầm đánh. Lấy đâu ra cầm đánh giờ này nhỉ? Hết rồi. Nhiều giáp mà quá. Hết rồi, hết rồi. Không có ngọc để mà gì đấy, chứ còn không phải là bằng gì từ không đây có thì ngọc có ngọc đánh của đánh rau này này, ngọc. Có ngọc của rau này này. Cần ngọc là có cầm đánh cuối. Vẫn vẫn chừa một cái dây chuyền để tránh mà. Ừ. Một phát là cầm đánh cuối luôn này. Cấu ba với con ba xếp sang bên phải hết nhá. Anh chú đàn thôi. Ừ, nó để bà Linh sang bên kia đúng không? Nó để bà Linh ui. Bên phải mà. Ui, đu thêm mờ rồi. Xong rồi. Xét rồi. Búa xét. Ui, lại đá ma lăng. Đá ma lăng rồi. Ui. Hai cái phản nam. Ê, cuối anh bảo. À không được, không được. Trong né cuối, trong né cuối. Trong né cuối. Rồi. Em nghĩ là con Canon này xử giải quyết được, Canon 2 là ăn được đấy. Canon 2 nó bắn đứng im luôn. Thôi lo xếp team đi, đừng roll nữa, lo xếp team đi, lo xếp team đi. Roll Doom 3 mà đấm như không? Tự tiền đéo đâu mẹ, còn có 20 tiền roll gì. Được. Bán hết mấy cái con Drui đi, tranh thủ đây, đừng đây, có đây, đây, lúc này đừng có xem, bán luôn mấy con Drui đi. Rau sau roll hết tiền cho anh. Nó 1000 đam em ơi, ăn ăn bằng nồi. Kiểu gì? Nó ba cái món đồ cam kìa. Doom 3 đấm được, yên tâm, Doom 3 đấm được. Nãy giờ roll 3 con Canon đấy. Đây. Ui.
Ui, mày vẫn chưa đủ. Thiếu một con nữa. Bạn đắt đi. Xếp gấu với lại unicorn qua trái. Rồi bạn đắt mẹ. Xếp gấu. Xếp gấu unicorn qua trái. Em đang đợi đổi lại, em đang đợi đợi đổi lại. Ơ, đổi đi. Rồi. Tôi trông gấu nó khỏe phát thích luôn ấy. Ui, để vậy thì quá luôn. Để vậy sao hóa được? Để vậy nó kẹt á, nó không hóa được đâu. Ui, đấy, đẩy kinh quá, 5 máu. Ra được Doom không? Hết rồi. Ừ, hết rồi. Hết cửa rồi. Bây giờ lọt được mỗi con LC là vẫn còn cơ hội này. Sếp còn con gấu ra để nó có cái chỗ nó để. Để vậy cũng không được đâu. Cho chỗ con Sen King á. Thế Sen King lên. Quáp hai con Sen King với con gấu rồi. Nó đổi ra bây giờ mà. Đấy, nó đổi mà. Không, đổi thế ngon. Đổi bên đấy ngon rồi. Được, được, được em ơi. Lọt một con, lọt một con. Không anh ơi. Không hề anh ơi. Ui. Khó quá. Thôi mà nói chung là nó tầm 1.000 đam rồi thì đỡ thì đéo được. 1.000 đam cộng ấy. 1.003 đam mày anh. Em vừa xem nó 1.003 đam. Ờ, 1.003 đam cộng thêm thì chịu à. Đồ nó cũng thế giới nữa. Chém phát chết. Mời anh, ai mời anh với? Nó chém phát nào chết phát đấy thì đỡ thì đéo được. Thôi mọi người chơi nhá, em đi ngủ ấy. Ờ. Thức đêm mệt quá. Bye bye mọi người. Chào lâu rồi, đéo ơi. Ơ nhưng mà thiếu người à? Đấy, đủ. Đéo nữa à. Đây rồi, rồi. Em đến đây. Anh Ngạo đâu rồi anh? Ngạo vào chưa? Không thấy. Ngạo đã xuất hiện đâu. Nó đi làm hay sao á? Chưa đi làm về. Ờ, chưa đi làm về, thôi chuyển đi. Hôm nay, ngày mai anh nghỉ hết đúng không? Ngày mai anh em nghỉ hết đúng không? Có ai ngày mai đi làm không? Đủ mai. Đang try hard đây anh em. Try hard coi như là đánh team up với đội Kazakhstan. Được chưa? Ok chưa? Bên mình thiếu một người ở ngoài tính ra. Ờ. Không sao, tự tính được. Anh em hôm nay ít nói nhở? Anh em kinh chắc ít nói nhở? NC1K đam thì không thể làm gì nổi nó. Đúng rồi. Ngày xưa còn có bộ Saman, bây giờ không có anh em ạ. Nói thật ý, anh em, nhiều anh em bảo cho 4 hóa đá vào. 4 hóa đá cũng chả có giải quyết được vấn đề gì. Nó chém phát chết rồi. Chịu thôi. Đầu game nó ra con LC sớm lắm anh em ạ. Trận này ra con LC 2 sao rõ sớm. Trận trước là ba thằng chơi vua thôi, không chứ bài em ra nhiều vua mà. Bài em ra nhiều vua mà xong đến lúc chết đều có con Doom 2. Thôi tao đánh cho họ đánh đều lắm đi, đánh thắng trận nữa. Không. Yeah. Không đến cô nữa. Tao trước Eco tận ra 20. Mà cái trận vừa rồi không thằng nào chơi đẹp luôn. Phí mất một line up coi như là đỉnh cao. Mr. Vũ Trần xin slot vào clan thì đơn giản thôi nhá anh em nhá. Anh em cứ đổi tên thôi. Đổi tên GTD ở đầu là được. Hai con. Cái thằng này khó chịu nhỉ. Nó ấn xong rồi làm cho mình đang chat mình quên mình mua lính mẹ. Em còn 1 giây ạ, chưa mua. Ờ, cái đó. Thằng này mất dạy thật. Nó chơi bài mình. An, có khi An chưa mua cờ nó hỏi, An không mua ai vậy? Không để ý. Thì nó cứ ấn, dừng xong rồi nó lại ấn tiếp thì chả không mua. Bảo bắt đầu đi bèo để tôi thả luôn con quất được vua xuống. Nhanh lên. Nó mà tốt không rồi anh. Nó hỏi kíp. Nó cũng tốt đấy. Nó tốt nhưng mà mẹ
anh có khi lúc đấy mà anh không biết nó ấn cái nút pau ấy thì anh cũng bị mất đấy. Đeo có đồ. Chết rồi. Bài này là eco rồi. Anh em đổi tên thì là anh em đã vào rồi nhá. Anh em đổi tên là anh em đã vào rồi nhá anh em nhá. Thì tất cả những cái à đây tôi sẽ gửi cho anh em cái Discord. Đây tôi sẽ gửi cho anh em. Anh em vào đây là được. Xong anh em chơi với bọn tôi. Anh em mà muốn gọi là try hard ấy thì anh em có thể vào đây nhá, các anh em GTD nhá. Ok. Ui. Thôi bạn là eco nhá. Anh eco nhá. Ok anh, ok. Đéo có đồ luôn. Chứ là chơi ẹp rồi anh em ạ. Khả năng cao chơi ẹp. Mẹ ra bảo đi ngủ rồi. Vẫn chat kênh chat kìa. Lừa. Mẹ. Hồi chưa đéo nữa ra bom rồi. Ai? Ai ra bom? Laser kìa. Ôi giời ơi. Ôi hiểu. Gì đây? Mẹ chơi thế. Chơi làm đéo gì. Chơi thì anh may mắn thật sự. Trời. Khổ. Thôi bom không đủ anh không. Mấy cái trận như này là tôi thường hay ấn nút quit. Giả vờ đi xin game đi anh. Nhưng mà nó không có đồ anh ơi, kệ nó. Giả vờ đi xin game đi. Khó thật sự. Kìa có người kêu em ngủ đi kìa. Con gái nhá. Anh ngủ đi à, người yêu anh à. À. Ôi chiều. Kinh, thế mà bảo là em chưa có người yêu. Anh ngủ đi khóc khóc, khóc nữa kìa, ôi mẹ ơi. Oh my god. Thôi. Đang bảo Hương không theo người khăn kiếm. Eco nhá, eco nhá, anh eco nhá. Ok, anh eco đi anh. Đồng ý nhá. Eco phá chuôi nó đây. Anh chơi gì thế anh Tuấn ơi? Có chính anh chơi em nhá. Chính em, chính em. Không, em xin, em xin, em xin, em xin. Ok, thế em chính em. Ơ béo. Mình bảo chính em trước bạn. Thôi đi con, bạn chính em. Thế thôi bạn chính em đi, tớ bắt ngọ. Bạn chính em. Bài mình xấu quá. Bạn bom nổ hết rồi. Ôi ôi luôn. Chết rồi, kiểu này tối về An lại phải trả bài rồi. An trả bài lặng đấy. Đâu ra anh? Đọc kênh chat đi. Đọc kênh chat đi. Chết. À đây. Sao bảo là An chưa người yêu, đang quen bạn nào ở học kinh tế quốc dân mà. Không phải bạn đâu. Chết mẹ rồi. Không phải kinh tế quốc dân rồi. Thôi. Vãi bèo. Thằng bèo có thật cái mồm đấy, cái mồm nó vạ cái thật đấy em ơi. Em có biết câu đấy không? Vừa mai lên đâu. Báo đấy, một thanh liên. Bèo ơi. Một thanh liên tên Hùng. Anh ơi, tăng thật sợ. Mẹ, kinh tế quốc dân cứ á kìa, thôi xong rồi, thằng bèo. Đéo biết gì thì im. Các cụ dạy thế nào. Em có biết gì đâu. Anh bảo thế đấy. Bảo thế thì em biết thế, biết làm gì hơn. Em bảo nào. Em bảo, anh làm cái đéo gì chứ bèo chết thế này, chết em mất. Đấy à, đây đúng không? Giọng em gái quốc dân đây đúng không? Em gái kinh tế quốc dân đây đúng không? Có phải không? Có phải không? Chắc không phải. Ơ đúng.
kinh tế đâu ấy, thực ra là cũng không phải tài chính thôi. Tài chính không phải kinh tế, hình như nhớ nhầm. Long Sida chơi FC nè. Ông ơi. Em chơi FC. Mẹ. Chung bà. Em chơi con mò nha. Ô, anh Tuấn ơi, về cái giọng em có hiện trên livestream của anh không đấy? Không. Có. Em cứ nói thoải mái đi. Thế à, thế à, ok ok, để em chửi Bèo nhá. Cay Bèo ấy. Em đéo hiểu tại sao nhá. Ba hôm liên tục, mẹ hôm qua làm bài tập đã nhiều vãi chó rồi, Bèo còn bắt mày vô khen anh đẹp trai coi. Đúng không nhỉ? Khen anh đánh hay cái coi. Hôm nay lại gửi link livestream của anh xong lại bảo em vô khen tôi cái coi. Người ta đã bờ, ta đéo chẳng muốn vào khen rồi, và còn vào tận game em đang chơi xong bắt thôi vào khen anh. Ôi, đi. Em ơi, em muốn vào khen thì em mới vào chứ. Bây giờ anh thấy em vào thì chứng tỏ là mình vẫn muốn vào khen. Chứ bình thường mà đéo muốn thì cũng không làm đâu. Ôi. Mình là mình cũng muốn đi, mình cũng có tí gì đấy muốn. Em ơi, để mấy ông ấy lừa rồi. Đấy là chưa kể nhá. Đấy là chưa kể nhá, cái thằng đẹp trai như anh ý nói mà em còn đéo khen anh đẹp trai, mà cái thằng như thằng Bèo ấy, anh em đấy, hỏi anh em đều biết thằng Bèo chắc chắn là nó đéo đẹp trai bằng anh rồi. Mà em khen thì chứng tỏ là như nào, là em muốn thế thôi. Em khen anh mà. Em khen anh bao giờ? Em bảo là em, nhưng em không nói anh xấu trai nhá, em bảo anh hơi lùn thôi. Anh lùn, vai. Vậy anh lùn thì chắc thằng Bèo nó chắc là nó phải gọi là bố của lùn. Nhưng mà heo ơi, giọng mày trên live stream chửi to. Đấy, mày thấy anh tốt chưa? Anh phải vào đây anh nhắc mày. Xấu Berlin rồi kia, tập trung đi. Mấy bố. Em ơi, ra sao gặp? Ê, anh Tuấn lừa em. Dỗi. Anh Long ơi, chưa gặp anh đúng không? Rau sau này gặp Long rồi. Em gặp anh Long mà. Tự tính đi ông ơi. Rau sau tôi gặp đúng cái thằng ấy kìa. Để em vào em xem nốt trận này rồi em đi ngủ vậy. Sao thằng kia nó hên thế? Về nó mai. Chán đời. Có phải up cấp không nhỏ? Về đó bài 6 của mình. Để một con 1 tiền lên thôi nhá. Đem bán cờ á, ok. Ai thắng cũng được, để một con 1 tiền lên thôi, cho tôi đánh nhau. Thôi em thắng mà. Anh ơi tôi chuỗi. Ok, không anh không ơi con nhưng mà anh không có chuỗi. Em vừa trận trước em thắng, trận trước anh thua anh thắng. Đặt thắng Tuấn. Ok. Thì anh cứ để đi, em để hắn tơ bắn nhỉ. Trời ơi. Mẹ cái con tại kia sao thế? Con thôi. Em từ từ. Đặt thằng cờ. Ui mày okay, quá. Một con thôi em ơi. Có mất máu mấy cái ground vớ vẩn này. Chào chào Thanh nhá, Thanh Nguyễn. GTD khoa cho em cửa lan với vào đi em. Vào luôn. Vào lại luôn. Thôi round này gặp cái thằng Echo rồi này. Để một con, hai con gì cũng được. Em để hai con nhá. Rồi anh đấy. Để hai con nhá. Okay. Trận sau GTD Thanh vào chơi nha em nhá. Ok ok. Hai gấu hai kiều. Khoai nhầm. GTD khoai. Ôi anh bán em một mo đi cái. Thôi xong rồi, hòa rồi. Em chơi gót mo hả? Em chơi gót mo mà. Rồi rồi để anh bán. Rồi rồi ok, ôi không biết được kìa. Cái thằng kia 6 của Berlin. Berlin đấy. 6 của Berlin mà cái con ấy của nó ấy. Bom có xung kích kìa. Bây giờ nó up 7, nó vứt Kira vào nữa thì... Nó vứt Kira vào rồi, và cái con Velom của nó là Velom 2 sao. Thôi. Bây giờ, đấy, round này nó mới vứt Kira vào mà. Ừ. Xong. Bèo ơi, anh chơi game... À chết rồi nhập. Bèo ơi, anh chơi game hèn hạ thế hả? Bèo, sao anh ấy xuống 2 Echo như nào? Thôi, Echo cũng được em hèn tí. Chơi game hèn hạ. Hèn một tí cũng được, không sao đâu. Đấy, xong mất quân và lại gặp anh Tuấn yêu dấu ạ. Thôi xong rồi. Mất một đứa. Đâu, gặp anh Long hả? Gặp anh Long hả?
Không xếp quả counter thế. Ê, em xếp dưới đúng rồi em. Xếp gấu. Em mở dưới. Sao mất có 6 máu. Em 3 gấu. Ôi, cái đeo gì ơi. Nếu bạn ơi đấy, bạn đừng cố gánh tim đấy bạn ơi. 3 gấu đánh cái gì? 3 gấu đánh kiều ạ, kiều 2 ạ. Chuyện này thiếu que của anh em ạ. Mà anh Long với cả anh Tuấn chơi trùng bài nhau ạ? Không, Tuấn ăn 9 xin. À, 9 đẹp. Cái gì? À, ông Tuấn ăn đi ăn xin à? Phải. Sao lúc nào ông bảo ông đánh 9 đẹp mà? Đâu, bao giờ? À, tôi bảo chơi em xin. Mẹ. Ui. Chán đời. Ghép cái chém lan từ đầu rồi. Thôi, hai người chơi đi nữa. Đâu. Mà thật ra bài anh Long chuyển sang đánh 9 eo cũng được á. Không cần phải đánh. Anh không có mà năng. Anh không có mà năng. Khó đánh lắm. Khó mà thế thôi được rồi. Tôi chuyển sang 9 eo nhá. Nếu nói sớm. Chơi gì nhỉ? Đi mà đi beat nhỉ? Beat hợp. Đi beat đi. Ba gấu rồi ra ba gấu rồi đi beat đi. Chém lan bán cho con, đủ vậy phí bán, quá. Bán con kiểu 2 đi em. Không anh ơi. À, bán con kiểu 1 đấy. Bán con kiểu 1 đi cho chẳng tiền. Tuấn ơi. Hả? Ông ơi. Gấu rồi, mày ông cứ đi em gấu 2 là mày gánh được rồi. Bán kiểu đi. Chơi em xin gì? Ok. Ờ ok em xin đi. Ok. Tôi đi qua bit đây. Ờ qua đi. Con Doom nó nói chung là nó không phát huy được hết sức mạnh anh em ạ. Nếu mà chơi chín ẹp ấy thì cái chém lan nó không phát huy được hết sức mạnh của con Doom. Thằng này ra bom rồi đấy anh ơi. Anh bảo mày bán con cừu đi. Nó là bom từ đâu ba rồi. À thế ba rồi nó có bom rồi. Con mẹ chúng nó chơi hên đấy. À thế tụi nhầm chúng nó chơi hên đấy. Đi không bán đâu không hụt cừu ba đấy. Anh Tuấn ơi anh có thể kiểu tắt tiếng của em đi được không anh? Không được không. Em ạ. Mọi người thích nghe tiếng em. Đúng rồi, có người khen em nói dễ thương, nói chuyện dễ thương bán... kìa. Bán con Eco đi, bán con Eco đi. Giờ này con Eco làm gì nữa? Bài này con Eco này gì nữa? Bài này bán không phải Eco nhưng mà phải bổ củi anh ơi. Nó không ra bán con đâu. Eco đi, bán con Eco đi. Bán con Eco đi, thôi đéo cần nữa. Em nghĩ không bán đâu. Vừa nãy vừa mất 13 máu rồi, may hồi lại 4 máu. Em vẫn thích chơi kiểu hơn, chơi gấu nữa cả. Ừ, chơi kiểu đi được. Kiểu em sắp kiểu 3 nè. Chơi bài thầy trí chưa nay. Bài thầy trí top 1 chưa nay. Nhưng mà bài nó như nào? Nó là 6 bao lần rồi bèo. Mày cẩn thận anh dạ. Bát mẹ khỏi kênh chat luôn đi nhá. Dặn bao lần rồi. Đâu. À quên. Vào vẩn. Gây khua, gây khua. Chơi gấu rồi. Chơi gấu à? Kiểu kiểu. Chơi gấu ơi, bán hết kiểu đi. Bán hết kiểu đi. Em nói kiểu quá. Chơi gấu. Tôi biết rồi, ông cứ đánh thoải mái nhá. Ừ. Này nhưng mà em bảo thật ra bài anh đánh 9 eo có khi ấy ngon hơn tại đồ si nhìn kiểu ngu si quá. Em cứ phải dùng từ em không chỉ vậy ạ. Thôi được rồi em. Thế, không phải thế thì đó nhiều rồi mà. Thế đó nhiều rồi mà. Nó kiểu nó bị bức bối ấy. hồi trước em cứ chửi bậy lên kênh Harry mẹ người ta sợ quá anh hiểu không? Thôi em đọc được những cái bình luận đấy em cũng thấy tổn thương ấy. Thực ra chửi bậy để live stream nữa. Thực ra thì chồng tương lai của em sẽ sợ thôi nhá. Sợ. Đừng để chồng tương lai của em sợ. Anh bảo mày mua hai con gấu mua hai con xin thay vào hai con Eco. Em không tin tưởng là em đi được chuỗi đâu anh. Em cứ từ từ thôi. Ui 39 máu rồi anh em ạ. Lên gấu 2 rồi. Sợ quá. Nhưng mà thề đồ này của anh đánh xin nhìn đồ đấy eo uột quá. Thêm một cái gậy nữa thì đỡ. Chơi gấu cần giữ máu thôi mà. À, có nghĩ là mà chơi gấu 2 không nát đá mấy con kia thì
Quên mất không tính rao này. Mình tham vọng lắm. Không lên đâu. Mình tham vọng cầu 3 lắm. Không, vẫn chơi cầu 3 đi em. Không, không lên đâu quá. Nói chơi. Tính rao đi anh em, gặp hết rồi, tôi gặp hết rồi nhá. Anh gặp hai thằng bên KZ thôi, gặp thằng Soti với cả gặp cái thằng thằng mẹ gì. Còn gặp hết rồi, gặp hết team mình. Mua con sai linh về, mua con xin về, xin nó vẫn được nhận cái đam của xin mà. Đã có đủ 3 xin đéo đâu cho làm gì. Anh mua xin từ lẫy. Anh gặp thằng Soti hoặc là thằng Dim gì đấy, thằng 26 máu ấy kìa. Anh làm quả gấu 26 cô lóc. Nghe này cũng hợp lý. Cái thằng kia chơi 9 lé nhanh có nhỉ, thằng Dim nhá. Ừ, nhưng anh đồ anh thiếu ấy quá. Thiếu que quá. Thôi không sao đâu, nó chết rồi, thằng này nó top 8 rồi. Có khi anh top 8 á. Không không, nó top 8 rồi. Bây giờ anh zone đi, anh đẩy nó đi, đừng echo. Anh á? Nó top 8 rồi. Ừ, nhưng anh echo sâu quá. Bán mẹ khi. Ôi bị out game rồi, spawn cho em cái. Tạm dừng cho em cái. Rồi. Anh Tuấn em anh chưa gặp đúng không? Anh điện tiện anh tính ra không gặp chưa? Không. Anh Tuấn gặp thằng Dim. Đây em tính bèo gặp ai rồi nhá. Quý em mới tính đấy. Anh gặp thằng Dim hả? Anh gặp thằng Dim, anh gặp thằng Dim. Mày tính không anh cái hướng ơi? Thế rau này sẽ phải xả hết tiền để đẩy nó. Nó hết tiền rồi, nó không đủ chín né đâu. Nhưng mà nó có cây ba anh Tuấn rồi. Ê Bèo ơi, Bèo gặp thằng Soti đấy. Ok chứ rồi. Bao giùm đi. Bao đi. Cây ba. Nó luôn hết tiền rồi đúng không? Không có bộ xin. Nhưng mà nó đang chơi gót. Ok. Rồi ok, go. Ra đi. Vậy Bèo. Vì làm gì đâu, mày điên à? Anh phải ai điên đấy. Không echo nữa nhá, bỏ bài vào luôn. Anh xin lỗi. Phát chết rồi. Anh xin lỗi. Không thắng nó đâu. Anh không thắng nó, được nó hả? Không, anh thắng cái đéo được nó. Thế rồi em nhờ, anh thắng sao được nó. Ông cẳng thế mà. Cứ để phải chửi. Kỳ cục thế nhỉ. Ui, gần tóc 1, đánh xong lại. Nó cây 3, một đập vất chết xừ hết sạch cả quân anh rồi, thằng nó sao? Quả chấm. Ờ. Nó có gót. Gấu khỏe thế. Nó có gót. Gấu chả khỏe. Anh bán hết sạch hai con Echo ấy, mình chơi xanh trí luôn, mình không chơi hèn nhát nữa. Ok luôn. Để bán con gì cho tròn kìa, Echon, con Unicorn nhỉ? Ê. Không. Bán tí cháu lấy lại được đâu, cây sắp lên 3 rồi. Anh phải có niềm tin vào bản thân mình chứ. Không em ơi. Anh ơi, bài ông chơi gấu có 2 thôi ạ. Xếp lại quân luôn đi anh, để ra sau chỉ việc zone thôi. Bạn An ơi. Ừ. Chia sẻ thật lòng ấy. Là tôi cái cầm này không lên được đâu. Thiếu con gì ấy nhờ? Con cây, chiều cây. Anh nhớ mua wizard đấy. Ờ, đúng rồi. Xem nào. Lao này chắc phải lấy đồ luôn. Luôn đi. Có hai cái bung mà. Không ra gậy đâu, em linh cảm rồi. Kiếm gậy này, đéo hiểu. Nhớ ra gậy đâu. Đúng thật. Sao mình cứ chơi là nó cứ khèo như thế này nhở. Cay thật đấy. Em một cái credit 2 đi anh. Ờ. Chuyển đồ cho BA đi. Ôi. BA yếu, BA 3 mới chơi được. Ê anh zone đi, 6-7 tiền kìa. Từ anh đang phải xếp đồ. Anh Long phải thế bề đâu anh, để ngon đấy. Chết rồi. Có khi phải lên 8 ấy. Lên 8 kẹp Lurin vào, ông chết với bọn này, đéo có BKB. Nhanh đúng rồi này. Anh kiểu yếu ớt đấy. Đúng quá.
Thôi bây giờ bài anh cái này chỉ mong top 7 thôi đã hoàn thành nghĩa vụ với team rồi đấy. Hay quá nhờ các bạn thua một con. Xem bạn ơi. Up luôn đi anh, up luôn đi. Tiền up rồi đấy. Anh này, anh bảo mày chuyển nó insect ấy. Insect nhưng mà phải 6 bit trước đã anh. Tầm này insect làm gì có thể ủ rồi. Ủa đây rồi. Ủa 6 bit rồi kìa. Ngay lòng kia chơi 9 lén. Bàn gấu đi, tầm này gấu hát than. Sao anh, Sơn? Vãi trưởng đấy. Mẹ anh thay con gấu vào con Doom, thay con gấu vào con Doom, bỏ con Doom ra. Anh không đến, tôi sắp chết rồi mà em kêu anh hên. Mẹ ông zone ra phát, em thể đầu em chưa ở zone ra, con ốc nó dễ như ông ấy zone. Mày chơi 9 ném á. Mày 9 ném mà. Mẹ em nhìn thấy nó chơi 9 ném rồi. Ui, con ốc bị trói rồi. Đau quá. Anh ăn mà. Lại mất tí máu. Em cũng may gặp anh vẫn tí máu. Rồi đi. Đồ đồ đồ. Ngon 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 ngon. Được bạn ơi. Ốc ba luôn hay là lên up up nhỉ? Ốc ba, ốc ba đi nha. Em nghĩ ốc ba. Ốc ba luôn hả? Ốc ba đi. Ốc ba lên ăn được. Sợ đéo lên được ốc ba. Em nghĩ là nếu như anh được AP số 2 thì thôi nên up cấp. Không đánh sao. Sao mày cố rôn làm gì? Thôi, up đi anh ơi, không ra đâu, không ra đâu. Không, không, không. Up đi. Để lên 9 rôn làm gì? Bán gấu ấy là 26 lên 9. Bán gấu ấy là bán đấy đi kìa. Đại nghiệm quá. Ok, nuốt đi. Trời ơi, này có đắt luôn rồi. Được không? Vẫn ổn. Sao anh? Bài này mình top 7 là cái chắc rồi. Thế á? Thế một căng. Thì anh nghĩ gì cái đồ này của anh đánh xin anh đòi top mấy? Mình tới... Có làm có Doom không nhỉ? Có, nhưng mà anh gặp rồi. Gặp chưa? Gặp lâu xin là chưa gặp. Gặp đéo đâu. Thế bây giờ anh Long sắp chết rồi, anh sợ ông ý nhá. Sợ chưa? Long khắc tinh của Long Si tuần cơ không biết à? Long Si đang khắc tinh tuần chết cơ. Chết rồi. Không có bản năng. Mày không đấy à. Mày đấy. Nếu hiểu sao anh độc ác quá anh. À chết rồi, không hiểu tại sao anh độc ác thế. Kìa tôi chết đây này. Mẹ Long Si Đa biết ngay à. Long Si Đa khắc tinh tuần cơ. Chuẩn mẹ quá. Không những là top 7, còn top 8 cơ. Anh vẫn còn sống mà, con ốc đã chết đâu. Không, sắp chết rồi. Úi sao lại quay sang đánh con Doom đấy. Anh thấy chưa, sống thôi. Em bảo top 7 là top 7 mà. Sợ thế nhờ. Ủa, ốc 3, ốc 3. Ốc 3 là vô địch này. Ốc 3 26 vô địch anh em ơi. Ui không, PA3 nhá, PA3 vô địch. PA3 26 vô địch. Cuối cùng mỗi con thiếu mỗi con thiếu một con à, mỗi loại thiếu một con à. Sợ thật sự. Đúng đấy. Mua con cây 3 tiền về đi ăn. Đằng nào cũng dạ. Có con. Mua cây 3 tiền về vất về đi. Rau này cần cái gậy, cái que anh em ạ. Cần cái que. Rau sau lên 9, Ozone hết tiền đi. Chuyển luôn PA nhỉ? Phải không? Chuyển đồ PA luôn phải không? Gấu 2 đéo thua, gấu 2 đéo đánh được lết. Anh Tuấn ơi, anh là để... ốc đây. Biết, thế bây giờ phải xem con nào giống sắp lên ba hơn thì mình dồn đồ với con đấy. Trông hai con là giống nhau á. Thế thì bây giờ mình dồn con nhiều tiền hơn, đúng không? Ui, đồ anh Tuấn anh để con đồ đấy nhá. Thôi xong rồi, con mẹ đồ khèo đéo thì tả luôn á. Đồ anh kiểu cặn bã xã hội đấy trời. Ủa. Dồn anh ơi, kệ đồ đã, dồn đã, dồn đã. Không ra gì nữa đây. Ui. Ui một con ốc nữa, một con ốc nữa, một con ốc nữa, một con ốc nữa. Ôi một con ốc nữa thì cũng tóc bậy thôi, đồ xấu vãi. Bỏ đi anh ơi. Ui mẹ đéo đủ tiền mua con này. Bán hết đi, thôi. Đây. Bán hết. Ui.
Tham đấy em biết ngay mà lại kiểu tham kiểu gì này. Không, bây giờ phải làm nào đây? Thôi thì bán tabu đi. Đấy. Bán một con tabu đi. Nhưng mà anh chết mày... rồi. Nhưng mà chết trẻ rồi. Sao hơn có khi thằng đi miền chết bài như cứt luôn thề. Em biết ngay mà. Gặp đúng cái thằng 9 Warrior. Đùa đen đến thế là cùng. Thằng đi mày nó sống rồi. Nó sống à? Nó sống rồi. Đéo hiểu. Đừng tham rồi mà. Không, còn một con. Còn một con. Mỗi con còn một con. Thì đây em bảo rồi mà. Mỗi con còn một con. Cái mồm thối mẹ. Thối thế. Nó bảo mỗi con một con đúng thế luôn. Dã man. Một con PA lừa với một con ốc lừa. Đéo hiểu. Tạm dừng đi. Tạm dừng đi. Ở đây tạm dừng. Tạm dừng em này. Thôi trong lúc này tôi có thể giao lưu với anh em. Đéo hiểu. Tạm dừng rồi đó. Không cuống gì đâu anh em, tôi chả cuống gì cả. Tôi bình thường. Anh em không ai tạm dừng cuống nhá. Tôi quá anh đen. Tạm dừng em ra. Anh không tạm dừng được. Không tạm dừng được. Sao được? Anh tại vì anh đấy rồi. Anh dừng rồi. Không thì tí nữa em vào em làm trọng tài cho. Em ừ. Tạm dừng cho. Vào đi vào đi. Gặp em chắc điên sai mẹ rồi. Anh em cứ bảo không kịp luôn hết tiền rồi còn kêu không kịp nữa nào. Anh kia đi trước ạ. Đi trước. Trước. Tabu thì chả may nó lên được 3 sao sao anh em. Tabu ấy lên được 3 sao vẫn top 8 anh. Tabu lên được 3 sao tôi dồn đồ cho Tabu được mà. Anh em có nhìn thấy cái trận mà tôi dồn đồ Tabu không? Đùa. Con Tabu lên được 3, sắp lên được 3 thiếu một con. Mày mua con Queen of Pain về, mày thay con Doom đi, hơn đấy. Bèo ơi, em bảo ấy, zone đi rap đi xong rồi vứt 4 sa man vô khỏe lắm. Ô, có rồi mà đây. Nhưng mà phải đi rap 2 cơ. Nhưng mà đi rap con sa man 1 yếu lắm. Nó phải đẻ được con 5 cho con gấu. Ôi, từ từ. Sao sau rồi zone. Ui, bom 2 rồi kìa. Bọn này chơi hên như chó ấy. À, nhầm chơi hên như gì. Ui mẹ con Doom CM ạ. Ơ? Doom mẹ ai nuôi vậy? Sao? Khoai nó chưa vào được Discord à? Thế là hình như là bị full đấy thôi em khảo đi Discord nhá. Cho anh ấy vào nhá. Ừ, em từ từ tí nữa để anh chỉnh lại nhá. Cứ từ từ. Nhưng mà đông người quá thì cũng nói nó cũng hơi bị kiểu. Đâu, thằng ốc con mà. Ốc đéo đâu, khoai. Khoai nó bốt cái hình nick mới nó tạo. Khoai nói ở trên kênh chat kia kìa. Khoai là Thanh ơi. À. Vào đi em ơi. Vâng, khoai. Con gấu này. Gấu lừa thế, không nên hay ạ. Ngày mai như là anh em về quê hết rồi đúng không? Về quê nên là mới xem mới ít thế này chứ. Hôm nay nếu hiểu sao ít thế nhở. Hôm qua tầm giờ này có phải 150. Lướt. Sao? Máu tiền nhiều còn mà. Không hiểu cái con gấu này không chịu lên hai luôn ạ. Không bao tiền. Bạn này gặp thằng đi ra. Nhưng mà bây giờ bên mình thì thằng nào ăn được hai cái thằng top 1 top 2 kia? Thằng top 2 ăn được. Ở đây em top 2 top 2 thì An ăn được, còn thằng top 1 An chịu chết. Top 1 nó cứng quá. Đánh không có máu. Chịu khi là đắt rồi. Có là vua bẩn đi anh giữ nói em gì. Hello anh em nha. Ờ chào Khoa nhá. Hôm nay thì tôi livestream đến trong muộn anh em ạ, tầm khoảng 2 giờ. Thì em ngủ có phát đến 9 giờ tối em mới dậy anh livestream bao giờ em cũng xem. Con gái mà ngủ thế không tốt cho da rẻ đâu em, nhan sắc đâu. Không. Mình phải đúng giờ anh... vào. Không, nhưng anh biết tại sao không? Anh không. Tại vì em thức đến 5 giờ sáng em học bài. À. Ông nó văn lên nhỉ? Tìm đi thôi. Văn cái đéo này. Nhưng mà không, nhưng mà khoa học đã chứng minh rồi. Là học ban ngày nó hiệu quả hơn. Học buổi sáng hiệu quả hơn, đừng thức khuya em nhá, không nó tổn hại đến nhan sắc lắm, sắp ra trường rồi. Mình ra trường mình còn phải lấy chồng nhá. Đại gia là
Kìa An ơi, An ơi, người yêu gọi kìa. Đâu rồi? Trên kênh chat. Bị chơi game mà bị truy sát đó nhờ. Căng thật. Không, đang có lỗi hiểu không? Không biết không? Em có làm gì đâu. Không, thằng Bèo có lỗi. Tí nữa xin lỗi đi. Em nói đúng mà. Thằng Bèo. Mai có án mạng. Một thanh niên coi như là tóc xoăn. Bèo đừng đem tính mạng của đồng đội ra đùa giỡn đấy em. Không, nó đang em làm gì đâu. Nó đang đùa giỡn với trình tính mạng của nó đấy ông ạ. Thôi, em nghĩ là không có slot cho con Phantom Queen đâu, bán sứ Phantom Queen đi. Mà lên 3 rồi. Long đi rồi này. Đéo hiểu sao Long có chuỗi thắng mà đi ạ. Hỏi không, tao đâu có chuỗi thắng đâu, tụi bị nó cắt. Đầu game ông đứng top 1 mà. Mà rôn cờ không ra chịu. Cái bom 2, cái bom 2 cái tôi mới vay đái ông nhá. Tôi có 3 con sắp lên 3 sao là con tabu này. Con sắt đao. Ở PA với cả con ốc. Thiếu mỗi con một con. Mẹ. Nhưng anh thấy em linh cảm chuẩn không? Linh cảm gì em đéo nói nó đéo thế đâu. Tại em. Nhưng mà em bảo là không có gậy, có gậy thật. Đấy, mình tính. Mình có thể nói đéo nhưng mà mình đừng có ấy. Bây giờ nó kiểu nó bị động từ nó mạnh quá ấy, em. Nó động từ của em nó mạnh quá. Tụi em tắt mic này. Kinh này. Bạo lắm anh em ạ. À. Anh em nào thích con cái cá tính thì anh em giơ tay ấn một cho tôi. Vẫn có người khen dễ thương mà. Kiểu đó một kiểu sắp 1111 kìa. Em thích con gái cá tính nhưng không thích gái lép anh ạ. Sao biết lép? Ờ anh nói. Ờ. Bị to đây. Thấy chưa? Hơi bị to của nó. Ờ nhưng bây giờ anh nghĩ là Bèo nó sắp đi rồi. Số 3 thì nó sắp đi rồi. Nhục quá, nhục quá mẹ. Không hiểu. Thằng kia to quá, thằng kia nó đỏ anh, thằng kia nó chơi ra bom sớm, giờ bom 2 ạ. Bèo ơi, anh tin em không? Tin em không? Có, Bèo nó cũng tin em như là anh tin em thôi. Thôi con đi phải tờ sợ ác chứng lên hay sao? Chết rồi này, chết rồi, sống thế nào nữa anh? Thôi mua deflector đập trứng luôn. Không hiểu. Bị Doom vào cái Doom luôn à? Nói anh cũng nghe. Không phải. Để không phải đâu. Ăn hộ được rồi. Xong rồi kèo này. Thôi tao ba đặt vào đâu, đặt vào đâu. Vào đâu. Đi luôn. Gặp Goblin chưa chắc đi nhá. Đi. Goblin chưa khỏe lắm vậy ạ. Cướp Dark Split của nó. Nhưng mà con Rubik 1 à. Đập trứng cho Rubik. Ngoài nó còn 1 cái kìa. Warrior đéo mua nhỉ. Warrior 1 sao mà đéo mua. Đùa thật. Nói chung là cái tầm này chắc là anh em GTD chắc lên chuồng mẹ hết rồi. Tầm này chỉ ngủ thôi. Em giấu con Canon đi. Con Canon em còn sống là em ăn được nó. Ôi, em thấy lố rồi. Nhìn chán nó mà chẳng. Ôi, em có mua, được cái 3T là em ăn mua, được. Mua quá đồ vua kìa. Cái thằng Bèo nhắc còn đéo mua. Đây anh. Thôi nào thua thôi. Quá. Bèo bỏ ra. Vua vẫn phải đánh hết mình cho em. Nè, anh tuấn mua đấy. Mày nhìn thấy anh top 8 anh còn đánh hết mình, anh còn roll cố. Mày roll cố ra được 3 con 3 sao. Đấy giờ anh hết mình như thế mà mày đéo thế là mà đưa con God of War lên 2 à? Mày học anh như mẹ hết tiền rồi vẫn roll cố 3 sao. Đập trứng luôn. Đúng. Chính xác. Đập cái vết thờ đi, không nghe. Tề. Tề tình. Đúng kiểu tố 2 rồi, xong rồi.
Mẹ, live stream giải trí rồi, đéo phải kỹ năng đâu. Ôi anh thua rồi. Thật không? Có lắm. Có thật là thua không? Cái đồng hai kìa. Trông có giống thua không? Không thua. Không thua. Ồ. Ồ. Ồ, phạt đam, phạt đam, phạt đam, phạt đam, phạt đam. Ăn được, ăn được. Ăn được. Ăn được. Ôi, ba tia này. Ui. Ba tia luôn này. Ba tia kìa. Bây giờ mà nó ra thêm một con Canon nữa, bắt đầu mới khóc đây này. Ba tia. Ba tia đâu? Ba tia đâu? Chưa có. Mẹ, cứ tưởng có ba tia thì thắng. Cô gặp thằng rồng cái thua rồi nhỉ, nó thằng đấy không kẹp luôn mà nhỉ. Mày cố gắng thế nào mà cốt ở vua nó giật một phát là chết 2/3 team rồi. Nói chung ấy là cố gắng thế nào mà tiêu chí nó là giải trí đến phút cuối. Cố lên em. Thì em xứng đập vua ba giải trí rồi đi nhá. Sao giải trí bằng pha ba ba. Ôi đi mẹ luôn này. Ui bay màu luôn, đéo kịp nhìn cái gì luôn. Bây giờ phép bay màu con mo luôn à. Bay màu luôn. Đéo có đã bảo là con gót ở vua nó giật cái là bay màu mà. Không, cái gót ở vua nó tụng nó đi năm dòng này có BKB vẫn bị giật anh ơi. Ờ thế à. Thôi. Quýt nhỉ? Quýt luôn nhỉ? Hay xem bọn nó đánh lốt. Bảo tụi nó quýt đi bèo ơi, tranh thủ. Thôi em đi ao mấy ao game rồi này. Đúng rồi. Ao rồi, ao rồi. Chết rồi, 2-1 à? 2-1 anh em nhá. Đùa, bật livestream lên thua. Rất nhiều. Đấy, không có anh Tuấn, anh em đánh áp đảo lại đái. Khoai có chơi không? Khoai có muốn chơi không? Tăng độ khó cho anh em vừa TD. Cho em nhớ phòng bao nhiêu vậy? Chào Action Movie nhá, chào em. Phòng Skim ý, mặt cầu 35 ý. Rồi, vô rồi kìa. Vô rồi. Ơ sao lại Thành à? Thành à? Tên là Thành à? Ờ. Ừ, vô đi. Anh ấy tưởng là tên là Thanh. Khoai tên là Thành. Mật khẩu là gì đấy? Ba con năm. Em bị mất E9 rồi, bây giờ em làm lại từ đầu. Làm lại cuộc đời mới. Sao lại mất? Cho nên em tinh thần. Thôi em ơi, lên đi ngồi cho nó ngồi. Không biết. Trời ơi, kiểu gì chúng nó chả có slot. Mày ngồi hết thế nó vào sao được? Thôi em cẩn thận, nếu nó lại ban cho thì lại khổ. Sẵn sàng đi anh em ơi. Sẵn sàng đi em ơi. Phục thù rồi anh em ơi. Đã đến cái giây phút phục thù rồi. Triệu hồi coi như là rank tốt. Nhưng mà thực ra là đấy nó chỉ là cái vỏ bọc. Ô mà Bèo không chơi nữa hả Bèo? Thôi An chơi, anh Thanh chơi thôi. Khó với đài anh em ạ. Căn bản là Long Sida, cái lay up của Long Sida đánh nó giống tôi ấy. Vấn đề là thế, nó bị đánh nhau giống nhau ấy. Khó này. Tôi đổi rồi, tôi có đi đéo đâu. Đổi thì lúc đầu kiểu nó cũng bị phân vân ấy, mua mấy cái con linh tinh để chín nẹp các thứ. Bây giờ nói rõ ràng từ đầu đi. Chơi biết ra, xoay thôi. Căn bản hai đứa ấy, anh em ạ. Hai đứa bọn tôi ấy, nó thông thạo giống hệt nhau luôn. Cứ tôi chơi cái đéo gì ở Long Sida chơi y hệt copy luôn. Khác cái gì? Đây em, ok. Nhìn một bên thì toàn rúc với cả ấy. Ơ đâu, mấy thằng Queen đâu hết rồi. Lấy bên này toàn Queen với cả King. Có mỗi thằng Bèo Queen thôi anh, còn lại đa lên King đâu. Không, anh bảo team bạn cơ, team địch cơ. Team địch vừa lấy toàn King với cả Queen. Bên mình là Queen đó. Để nó chưa ai Queen. Có em Queen. À thế à? Đây này, King 2, King 1 này. Em còn đang là cái gì em còn không biết nữa nè. Em là tốt. Triệu hồi tôi lên. Có tốt. Cái đó là chốt đúng không anh? Cái cờ đó là con chốt. Đúng rồi. Đúng rồi. Bên mình là đang cờ bí rồi đó, cho nên là dí chốt là hợp lý rồi. Bí phong hậu luôn. Chốt qua xong cũng thành xe mà. Nhá, em đi ngủ thật đấy, mọi người chơi nhá, kiểu gì chả thua 3-1. Nãy giờ nó ngủ mấy lần rồi. Mày quá, mày đéo ám nữa anh em ạ. Thế thôi, xem nốt trận. Cảm ơn, chúng ta phải cảm ơn Juda. Ê, em ra kênh chat em ám vậy. Anh Tuấn ơi, ơi. Anh tin em không?
Không, anh à, anh có tin. anh nhầm. Có, anh có tin. Nếu như anh tin em trận này, em bị chắc chắn trong top 3, anh tin em không? Thế á? Ừ. Bây giờ em cứ nói cái gì xong rồi kiểu gì trở thành sự thật đúng không? Đúng rồi. Ở đấy, như vậy anh em mình phải tin nhau, anh hiểu không? Rồi. Anh tin em. Rồi, em cũng hơi hơi tin anh. Rồi. Anh tin ở anh. Khó nhỉ. Trông bài thì khó rồi. Đánh gì ta? Đập với thằng KZ Sunny đúng không anh? Mẹ thằng danh con đấy nó hành em. À nhầm, thằng đấy nó hành em. Nó tán em không được. Thường quê Quảng Ninh hay Hải Phòng à? Căng thế. Anh, em Quảng Ninh hay Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hải Phòng ngoại thành Hà Nội. Hải Phòng cầm dao phóng lợn. Ông ngáp thì liệu ra xin lỗi người yêu đi. Ui, bài này gót nhá, chứ gót nhá. Gót nhá, gót nhá, gót nhá. Em trên gấu nhá. Eco gót. Thêm cái blink nha, cho xin cái blink nè. Ai chơi gì nói nhá, không phải hỏi. Okay. Xem đồ, thích đồ mới biết được. Rồi nhá, anh chơi gót nhá. Em eco được không? Em eco, em xin được không? Được em. Okay. Anh em phục à? Trời, em không lấy được gì á, cũng không có ra cờ gì hết. Để em eco xem. Em có hai cái que à. Anh sống quá. Ui, thằng này đã up cấp rồi này. À, giờ gót bò nhá, thằng KZ Sunny ấy. Thế hả? Tôi gót. Đấy đúng rồi anh. Đấy, ngay từ đầu đã định mệnh đã phải khiến cho mình phải một sống một còn với thằng Sunny rồi anh ạ. Chuyện chết rồi ạ. Tấn mua nhiều cờ nhất ở đây, anh Tấn đi chú Win nha. Chỉ còn cái gì nữa anh, thằng kia, cái kia, mo kìa anh, giết nó. Nhưng mà yếu quá, trông yếu quá, yếu quá. Không sao, mình bổ củi được mà, gót mo khỏe mà, không sao. Thôi từ từ đã. Anh có gì rồi? Anh đéo có cái gì luôn? Lấy xung kích luôn không? Em lấy anh chốt luôn nhá. Anh từ từ, không, mình có chuỗi thắng đâu, mình lấy đâu sớm. Ừ, thế thôi, thế thôi. Cứ bình tĩnh vậy. Ừ, bây giờ đi chuỗi thắng rồi. Với cả có anh bẩn bỏ sừ ra đi chuỗi thắng kiểu gì? Ừ, trông nó mà, nghèo mà nó hèn ấy. Bẩn kiểu quá. Em bảo anh bán mẹ con. Anh bán con Heaven Bomber up cấp bịm được anh Tuấn. Em bán con gì đấy up cấp bịm được. Thôi, ra sao? Vậy anh up cấp đi là anh được tỷ lệ ra 4 đô đấy. Không. Từ từ. anh đã nghe về truyền kỳ việc giao 6 em tự ra hai con Doom nhờ? Ba con Doom nhờ? Không, nhưng bây giờ anh không cần Doom. Anh cần gì con Doom? Thôi chết rồi. Trời, em hai ốc luôn rồi. Vứt hai bit vào anh. Vứt hai bit vào. Có hai Omi luôn. Căng thế à? Đồ Goblin với lại Human vậy kìa. Nếu mà nó nổ Goblin với lại Human á. Bán con Abyssal đi, vứt con sói vào ấy. Bây giờ con tốt vào này. Ủa sao nó cứ bỏ cờ lên ngoài vậy ta? Không kịp. Em chỉnh lại cái rồi. Chắc anh tài đập chỗ nào rồi. Chưa chắc là God đâu. Con này ra chơi Lila ra chơi Human ngon hơn. Để đấy. Từ từ đã. Trời ơi. Anh bài anh chơi Human kiểu gì? Human ngon mà. Ai sân thắng rồi á. Tôi thắng rồi. Chơi Human ngon lắm. Chơi được. Ui. Đấy, anh thấy ông định mệnh rồi sao anh lại ghép cái blink ấy, anh ghép cái xung kích sớm thế. Không sao, ở đây vẫn Human này.
Không chơi human được mà. Bỏ con này đi, con tớt thay con AC đi. À. Chơi human được. Chơi human anh cũng hay ghép kiểu này mà. Con này làm tăng cơ. Mà nó bỏ hết con vậy. Con cái bài to thế mà nó bỏ hết cờ đấy kìa. Được anh, bài anh đi không phun mình được á. Anh Tuấn chơi hên. Thôi đi. Bảo hên mẹ. Cái chuyện mà mình không hên thì không nói. Ui. Sao sao nó ghê. Đấy, em nhìn xem ai hên, nhìn Long Sida kìa. Mẹ. Long Sida. Nhiều. Đâu, anh Long Sida hên đâu. Thua thì chả không hên, thì vậy đến lúc thắng thì có hên không? Cấp luôn anh ơi, cho chúng nó biết thế nào. Không hiểu kiểu gì. Áp cấp đây. Ê, có khi để hai đỏ ngon hơn. À, nhưng mà human nhỉ. Ơ, mà sao vừa lấy mình không có sách à? Đen thế. Có khi lại chơi Wario ấy. Nhìn trông giống Wario lắm à. Ngày thì xin, anh không có đồ. Không, anh có đồ tí anh có. Không, nhưng mà bây giờ nhá, em lại nói luôn cho anh biết này, trận này anh không có gậy đâu. Thôi đừng nói thế. À. Xói. Bây giờ mà không ra già thì cũng không chơi được bộ này. Không sao, có con nha, đép máu tạm cũng được mà, sau rồi anh chơi gót nha hoặc là năm rồng nha cũng được mà. Chơi gót à? Không chơi năm rồng, con phải lên mình cũng khỏe mà. Anh định chơi Wario ấy. Giờ ra được Abyssal God 2 sao rồi chơi Wario luôn. Nó không có gậy. Tí nữa có. Có. Còn thằng Sai với thằng Jim gặp bên mình hết rồi. Rồi gặp thằng Eco nó. Thua thằng này này. Mẹ quá. Nó bốn đỏ, nó bốn đỏ. Bốn đỏ chịu à? Bốn đỏ mạnh lắm. Ôi rồi, bài này chơi gì đây? Sao anh không cho xong kích được mòi? Rất nhanh. Sợ mòi chết sớm. Không, mà mình nhìn nó lướt đàn. Đi là. Bài này chơi gì nhỉ anh em nhỉ? Cô em nãy không phá chuỗi anh kia để chuỗi dài quá. Nó 11 gặp em. Ai cái tiếng mic nó cứ lạo xạo nhỉ? Kiểm tra lại em nào. Không có em nhỉ. Béo ơi, của em đấy. Đó. Mic kiểm tra quá. Đem tắt qua. Được chưa? Rồi ok. Em bật quạt đi mà. Tiếng. Chơi mết à? Anh ơi, anh gặp thằng KZ Sunny. Anh ạ, đấm chết xào đi anh ơi. Thôi anh vừa mất chuỗi rồi, cứ bình tĩnh. Thì không sao anh. Nếu như mà em mà là anh ấy, em sẽ up cấp xong em ui mẹ nó lần C2 rồi, thôi anh ạ, từ bỏ đi. Được rồi. Người chơi hệ quay xe. Có bờ linh à? Vai. Có bờ linh. Bỏ đi ngay. Có khi nó thua ấy, nó không được đâu. Nó thua thế nào được? Thua làm sao thua được? Có cả TB kìa. Nếu anh Tuấn áp cấp quả đấy thì có khi là sẽ thắng rồi. Ừ, áp cấp là ăn đấy. Tuấn tấn đến mét rồi. Chơi gì đây? Tốt anh. Có que này. Có que này. Gót được không?
Anh nghỉ đi. Anh chưa có một con Grand Herald nào từ lấy giờ luôn. Nhưng mà anh phải hiểu là team mình không ai phép cả. Thế hả? Phép cả kìa. Nó ra quá nhiều beat đây này. Nó ra quá nhiều beat luôn á. Beat là yếu nhỉ. Anh biết á. Anh chơi God cừu hả? God Knight hả? Em có cừu nha, nhưng mà em không chơi Knight. Thôi chơi God nhá. Ok. Ra một đống. Ra một đống beat. Ui toàn beat luôn á. Thề. Anh tin em không? Tin không. Đấy thì thôi đừng. Đừng theo. Được. Mày khoai vẫn chưa. Chưa. Thế thôi chơi God vậy. Tốn tiền quá. Anh đang bán. Bán hơn con. Bán hết đi thôi. Anh Long thì thân tơ à? Thân tơ 4 đỏ. Không rồi, có ông còn mà em nhọc nhọc dễ thương. Nó thích em ạ. Ừ. Kết đó. Hay quá. Cắt chuối được của Long. Có tiền, có tiền. Đẹp. Ở đâu? Đây có phải Long được đâu? Đây thằng kia. Thế đồ ấy. Ủa? Thế trận này chơi gì? Đấy, anh mua con thần đó đi. Chơi tạm gót đã hả? Anh chơi gót làm rồng đi được không? Không, từ từ. Cái bộ đấy là cái bộ mà nó rất là lâu. Nó mới lên được 9 lên 10 cơ. Ra rồng, ra rớt mới được. Ủa, chơi tạm này không? Chơi nếu mà chơi lăm rồng thì không cần lấy ma lăng nữa đâu. Không anh, từ đã mình chỉ đủ tiền để mình chơi gót thôi thì sao? Anh mơ lăm rồng dễ đấy. Thằng nào ra già này? Ta đánh hay. Già ra giờ yếu nhỉ? Già rồi là chẳng mạnh và con khế. Mua con rồng luôn. Đằng nào cũng thừa tiền. Cái này khỏe quá. Không, nếu mà cứ sách đều như này thì lên được. Tốt, đầy tiền. Cái thằng DM nó chơi chín nhá anh nhá. Hello. Này team mình giờ không ai ăn được nó đâu. Sao sơn hết. Có ăn, anh xá tiền anh đang được. Nó chín nhá đấy. Thầy bà ở Linh xung kích. C đi kìa, trời ơi. Mẹ thằng ấy chơi nó C. Biết nó C à? Đây này, nó cho toàn gậy gỗ thôi. Còn mẹ lừa rồi. Ba gậy gỗ. Anh phải có niềm tin chứ mới có. Đấy, chém anh lan không? Này. Xoay bà đầu ra à? Con Doom, xoay đầu luôn. Sao anh không nhìn thấy cái Blink đi? Thật, cứ nhìn thấy que đấy. Cứ nhìn thấy que đấy. Que nó tín hơn được không? Thế sao anh không nghĩ à? Bây giờ anh sẽ đã có cái giáp rồi. Ôi, và anh có thể... em nhìn thế này. Bài của anh nó anh ra. Sẽ... Nó ra được... Mẹ bao nhiêu con sâu luôn. Bộ beat ra hơi nhiều luôn á. Nhưng mà beat yếu à. Que này nó phí quá. Beat chẳng có chơi đâu. Đánh quá được nhá. Que phí quá. Anh nghĩ là như ghép sừ bờ linh cho mo luôn đi anh ạ, giữ máu. Ghép luôn hả? Nhưng mà tí có chơi không, nhưng mà phí ấy. Tí có chơi mo bờ linh này không? Không thì mình vứt Grim xung kích, à vứt Grim bởi không, Grim cũng không dùng, Grim có dùng đâu. Tí anh, nếu không mà anh chuyển 5 rồng thì cần gì Grim. Nhưng mà anh phải chơi God để anh giữ máu nữa chứ. Ừ, God thì God. Thì anh vẫn phải cho xung kích cho Blink Grim để anh giữ máu. Đi mà khỏe thật. Đúng không? Ôi, em 2 con ốc nữa, em ốc 3 rồi. Không, nhưng anh có thể ghép xung kích cho Grim được, cho đỡ phí. Hơi yếu. Không, sau này anh vứt Blink cho con... Đéo gì 3 tiền. À chết rồi, con gì 3 tiền nhưng con rồng 3 không tiền. Không kìa. Không chơi được human rồi anh em ạ. Ra ít human lắm.
Bây giờ cho gót vào vứt con vứt con gì đi đây, vứt human đi nhở, tầm này vứt human đi thôi. Này có thôi anh. Thử Blink cho mo đi. Blink cho mo thì nó cũng chỉ lướt được một phát. Bây giờ anh Long Tira này. Úi này. Đâu anh gặp Long à? Thì đấy gặp Long Tira này nè. Ừ. Tiếp được gặp Long vào đây anh. Có ai ta? Long. Không ghép Blink đâu, ghép giáp. Ghép giáp, ghép giáp. Ghép Blink phí. Thì ghép giáp. Rồng. Ghép giáp luôn. Cái gì cũng đỡ hơn là cái bố lam của anh hết. Thật. Cái que đồ trong rồng thì sao? Ví dụ đi. Thế ai ôm con LC đi. Em thề, em không thể chấp nhận được việc thằng Sunny có thể top 1 được cả. À không, thằng Sunny đồ xấu á. Đồ xấu á. Em chưa gặp anh Long. Em chưa gặp anh Long với anh Tuấn. Gặp rồi, em gặp ra 16 rồi. 16 hả? Đây anh gặp em này. Không, không, anh đấy, mày ghép Blink phải ăn cứt không? Ghép Blink rao này có phải ăn cứt không? Cứ đứng ở dưới này mà bắn thôi. Blink. Ghép Blink bị đẩy chết ngay. Chù thằng Sunny đéo thì ra dậy. À không thể nào ra dậy. Nhiều máu. Lướt phát lửa. Ôi dồi ôi. Chán đời. Sao em thắng rồi nhá. Dạ. Vâng vâng vâng, ok. Áp dần lên 9 nhờ, bộ này phải lên 9 đấy. Em bảo là anh nhìn nhá. Anh Tuấn. Cái gì em? Anh gặp thằng Sunny kìa. Áp cấp buồn để chết chà. Không em ơi, nhìn bài em phải biết cái tương quan lực lượng chứ. Mình đâu, mình cứ sồn thế là bình thường. Sao anh không vứt con thần đầu Smith, anh vứt con hút mana không làm gì? Có đâu. Cái gì cơ? God là con Lila. Ui chết mẹ rồi. Đương tử với kẻ địch chính là gì? Không đánh được, phải biết sức mình nhá, biết lượng sức mình nhá. Mình trời ơi, nó có giết rồi. Có nhiều tin anh. Con này nó có giết rồi. Mình chưa có cái con God 2 tiền. 6 máu cả. 5 máu anh nóng. Ừ. Sao đâu. Đó. Nó eco level 8 có chết rồi, hay gì? Ui, mấy rabbit. Ui, thằng Sarac 2 rớt rồi nha. Ôi, đủ 5 dòng rồi nha. Bán, nhưng mà chưa có già nhỉ. Đủ 5 dòng nữa nào. Đếm lại đi. Dòng 4. Không, cái con kia dễ thôi, con kia dễ mà. Cái thằng dễ ra. Cái thằng Sarac nó 2 dòng rồi đấy, 2 rớt rồi đấy. Rớt chưa vậy đâu. Ôi, đéo được. Thế này thua. Mình có một thằng chơi vua nữa. Em có đắt. Em có đắt. Em ăn được. Chơi 2 gót đúng không? Chơi 5 rồng của chơi 2 gót rồi đúng không? 2 gót ở level 9 thôi. Bài này còn ghép BKB không nhỉ? Có á. Hiểu mình mết lắm. Một BKB. Lên 9 thôi anh em ơi. Bộ này lên 9. Chơi 5 rồng có chơi Storm Shaman không nhỉ? Không đúng không? Không. Phút nha. Không anh mua tạm cũng được. Tại vì giờ cũng đã đủ ấy đâu. Đủ gì em? Mẹ anh cũng đã đủ 5 dòng đấy. Chín cái đã, 6 mét cái đã. Mẹ anh nhìn bẩn quá. Quá bẩn luôn. Tại một sao? Toàn một sao nhưng mà nó là 6m, nó cũng khỏe. Chết rồi, bị doom rồi. Thấy chưa, đừng có nói bẩn, Long Sida gặp quỷ luôn. Thế anh nhìn bài anh Long Sida đi. Có thật bẩn hơn mình, nhóm, vẫn có thật bẩn hơn mình nên vui về cái điều đấy. Giống kiểu đi mua lan đột biến ấy, có thằng ngu hơn, hiểu không? Mua em ốc ba. Thằng nào thằng ngu nhất thì thằng đấy phải mua cuối cùng. Thằng Sunny nó còn một con nữa là C3 kẹo kìa. Kệ nó. Lúc đó là C3 mẹ rồi. Cay thế, thử danh chơi thêm.
Dạ đâu, mẹ chết. 6m cả đã. Chứ có già nhỉ? Ồ, cay nhỉ? Chơi bộ này không cần già đâu anh. Không có già á? Nhưng mà thôi, có già thì vẫn hơn, Vô lý. cũng không Đang cần. bơ lên trái hả? Vậy để anh đổi cái con Vâng. AM qua 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 mình. Anh em xếp Sợ nhỉ? bên ngoài phải. Em bảo anh bán hết sạch mấy con đồ lui đấy à, mấy con có Ui, tiền. thứ 3 to thế nhỉ. ok, phải đổi chuẩn. Nãy em để qua AM ngay đó nữa. Chỗ này À. hả? Bây giờ sau zone zone hay zone zone Chết ít. còn ta hết tiền rồi. Ăn được NC3 nhá. Ăn nhiều không? Em tấp em đánh tấp cao được nha, em đánh tấp cao được nha. Sợ nhau. Rôn ơi, rôn 50 tiền thôi. Ui. Không mua, Không bỏ mua hả? Không mua hả? Ngày xưa Harry ấy, nó có cái bài nó kẹp cái con này vào 3 sao. Ê, xong kìa, xong kìa. Luôn không? Có luôn không? Yếu ấy. Anh sợ yếu đấy. Năm rồng ấy. Thì tùy anh. Trời ơi. Anh phải hay có rồi. Rồng, đang anh đang phải có rồng 5 tiền. Thằng LC nó thằng Thơ cứ LC sẽ 6 bên mét phải đã, nhá. 6 mét khỏe hơn, 6 mét khỏe Ủa, hơn. thế sao anh không zone đi? Từ từ, bình Zone tĩnh, bình tĩnh. dụng máu này. Bộ này lên 10 cơ Được mà. rồi. Hết tiền thì đéo lên được Với 10, chết đấy. cả anh dùng đồ không đi đi. Sao vậy, sao vậy? Cái thằng LC nó để tên bên phải và link xong. Ui, cái gì cơ? Nó lên Dồn đồ phải cho con nào cơ? Đúng rồi. Speed đi đi. À nhưng mà đéo được boss nhỉ. Thế thôi bán con này đi, bán con. Thôi zone đi anh ạ, zone. Rồi nha. Bộ này phải chơi ở 10. Đéo ra Nhưng rốt mà thì mình ăn phải kiểu gì. zone. Mình zone ở 9 nữa anh. Ui vãi, cái mẹ gì kia. Có còn lấy được vai kìa. Ui, đã Tệ. cả lông này. Anh ơi. Ô sao anh bỏ qua. Ui, trời không tiền kìa. tư mẹ. Đóng không tiền kìa, đóng không tiền kìa. Bình tĩnh. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh, người ta chơi từ từ, từ tốn, không có gì vội. Bị hô minh rồi, dính hô minh rồi. À giống như dính human à, thôi không kịp rồi. Làm gì có hot đâu anh, à có hai con. Ôi, không lấy được, không lấy được cái bài sai lầm đâu. Nếu anh chơi 5 rồng 4 gót á, anh chơi bằng Lina 2 cũng khỏe lắm. Không cần mà. phải đi về 2. Nhưng mà ông tụ ra hai con dài. Trời ơi. Xả hai rồi. Anh Đông ơi. Con này đùa. Ui em ơi, giết. Anh đây em ơi. Thế thì 5 Em rồng luôn giết nhỉ? thằng LC3. Đúng không? Em Có phải giết không? thằng LC3. 5 rồng luôn đi anh ơi. 5 rồng luôn thì Đi bỏ đâu gót hả? xuống. Chết mày, Giết chết tôi chết anh. chết chết. Ui. Giết tôi anh ơi, giết tôi đi. Thằng LC3 còn 2 máu anh ơi. Đúng rồi, Giết quả đi. báo, quả Giết đi. báo. Lấy thằng Làm như mình đéo lấy được 6 human à? Vãi Ôi, không? anh tham Lấy thế. không, lấy không? 6 human Ừ, không? lấy đi. Nhưng mà có ăn được quái không? Thua đấy. Thua đấy. Không Đâu. Đéo bắt được biết. quái gì Ăn đâu. được, ăn được, anh chia đều ra, anh chia đều tem để cho nó lên trên, lên cao lên để con này Không kịp ra chính rồi. giữa, Không con kịp điện ra chính rồi. giữa. Trời ơi. Trông giống thua lắm. Tại tại anh không để cờ lên, anh phải để lên cao. Ờ. Chết Để rồi, cho mấy con kia toang nó tăng. rồi. Kiểu đang bị phân vân ấy. Không sao, không sao, không sao. Mất đồ đâu này. Được Ui, rồi. cái giáp vẫn để ngoài này. What the fuck? Ui. Hai con Venom luôn kìa anh ơi. Đổi 5 rồng luôn anh ơi. 5 rồng. Năm rồng thì bỏ gót ra hả? Bỏ gót ra con Venom kìa. Bảy bảy mét kìa, 7 mét kìa. Venom gì? Rồi ok. Venom ngon hơn đấy. Anh với hai con Venom hai cũng được con. Ngăn được. Được không? Được không? Được không? Được. Được không? Lên 10 luôn. Ui giời. Sao anh đổi con đó bình linh phải không nói? Đó. Rồi xin đi đi nhá. Thường Em nha. Em đổi con em đổi con cù qua bên phải em không nói. Em để Ừ. tí có mà.
Tại anh thấy em để bên trái nên anh để cái con tabu bên phải. Ừ, ai đi trước rồi. Ui, Ui chết với nông ba à? Phải. Hai là chơi gót. Chắc là lần sẽ nó khỏe quá. Chơi đi rồi, chơi đi rồi. Đi không? Rồi làm hết Không, rồi. nó không đi đâu. Lần sẽ nó khỏe quá em ơi. Nãy là thằng Em danh con này chơi hên quá anh ơi. hồi nãy em đẩy nó còn hai máu á. Em ăn được nó, em ăn được LC, LC này chưa lớn. Chơi khó chơi rồi. Đàn nó bé nhưng mà anh chưa có đâm hai, anh có đâm hai anh giết nó. Hoàng phương họa đây. Giờ em lo chính né nữa. Chưa có bê. Bê. Cấp thêm 10 luôn đi. Vào. Ui. Thiếu con rớt nữa đó. Ép luôn em. Thằng kia cầm mà. Thằng kia Dòng cầm con 2 không? rớt rồi. Dòng một tiền ra skill kìa. Anh ơi, anh đang là 4 hôm mình nha. Đang bướng mình nha anh. Cái cốt phải để em nhiều đâu mà. Nhưng mà có con ấy, phải có con Tôi cứ gấp 10 tạm đi, 5 độ rồi. bây giờ là phải dồn đồ cho con Thunder còn Mày phải được bây giờ vẫn đang thiếu không? con God Thunder. Má ra 27 rất hay ạ, mà anh nồi thật sự. Thì hồi nãy nó 17, 18 là nó đã có con dết một Ủa rồi. sao con này bật siêu kinh vậy? Nó Mình siêu mãi mới được cao đâm hai. mà. This. Nó bật liên tục ạ. Ai còn chịu máu không ai chết ạ. Để Ăn coi 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 gặp ai. Anh em tính rao đi, có thể bỏ cờ xuống được á. En. Có gặp anh Tuấn, thiết anh Tuấn, anh đâu Tuấn. Chín mà. Gặp anh hả? Gặp En. Tính Gặp tính chúng ra nó đang ra tính 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 tao. tính tính Chúng nó Gặp đang tạm dừng để không? tính Em tao chỉ gặp nha. một em gặp hết rồi. Chưa gặp anh Chúng nó Tuấn. đang tạm dừng để tính tao ấy. Nó đang tạm dừng để tính tao ấy. Tính đi. Chưa gặp anh Tuấn ơi. Tuấn thần Gặp em gặp anh hết rồi. hả? Đặt hàng đi Em gặp hết rồi, nào. em Bây giờ như cần nào cần đây? con Bỏ cái của nó. gì? Đi mê sân đi sân Ờ, sân. chưa gặp. Giao Biết phòng rồi, không? nhưng bây giờ bỏ cái gì đây? Dạo này dạo cuối rồi. Anh bán con sói đi. Ui thôi. Bỏ bỏ mấy con già với cả Anh Tuấn to thế. Không, nhưng mà mày đẩy anh cũng đi đấy. Em là sao đẩy được anh? Không phải, nhưng mà mày đẩy anh một lần mà nhiều máu là rao sau là anh cũng đi đấy. Bảo anh Không, An anh bỏ, thử Mày anh bỏ thử trước xem chưa đi, bỏ trước đi anh còn lựa. đấy. Nhưng mà làm gì đã gặp rau này, gặp rau này à? Ừ. Thế Nó em đang bỏ tạm hết, dừng ấy. bỏ hết đấy. Từ từ Anh tạm dừng ý. Đừng ấy, đừng đừng bắt đầu. Em gặp Chốt chín đi. nhá. Mày cứ bỏ trước đi anh lựa, anh bỏ thua là được. Được rồi, em bỏ hết, em bỏ hết. Em bỏ hết Không. được. Đừng đừng bỏ hết. Akali vô. Vâng thì để một con Akali đấy. Vứt mấy Coi con chừng chết thế ở đấy đây nha. thôi. Được chưa? Thế này được chưa? Để dòng băng, thay thay con thằng nào ra để dòng băng. Được chưa? Thế này được chưa? Đúng là ăn thua, ăn chết bây giờ. Không. Anh ơi. Sao đã bảo để Đúng mỗi Agri đâu rồi. mà. Nhưng mà em thấy Tuấn để nhiều con quá. Đúng Em mới rồi, có để không, 7 để thế là được thôi. rồi, để thế được rồi. Còn có là vua muốn hai máu mà. Để thế là được Sao rồi. được rồi, không sao đâu. Còn muốn thế nào nữa? Thằng An nó phải Ôi, thắng lia chứ. lia. Thì thắng Lia với lia lia. một mình con Adali là thắng rồi. Bán con em để mỗi con đồng cơ mà tại sao tự nhiên con lại hết lát anh nhảy vào nhỉ? Ơ kìa, con cửa đen Herat nó lại cướp được chiêu của ấy này. Này, chắc ấy đâu. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Chính là thế rồi. Rồi rồi rồi, không sao, Rồi không sao, vẫn ít máu rồi. thế thôi. Thế được rồi. Thế này thôi, ăn nó sắp chết rồi kìa. Ui, đắc hai. Ui, cả là kiếm tiền rồi đấy. Ui, đi chơi mẹ Warlock anh ạ. À. Chơi gì cái bọn này. Là nó có ra đâu. Em đẩy tụi nó luôn nha, hên xui nha, không biết gặp ai. Ok, anh cứ đẩy này lại. Cho Lê xin con chứ lê. sớt. Hết tớ rồi, tầm này hết tớ rồi. Sao không mua đắt hả anh? Đi Rồi, mua. gặp Con Lashina. giả ngu chưa kìa. Không hiểu. Giả ngu quá. Thằng bạn thứ hai không ăn được thằng cua này nhá.
Ừ, có thể em giết được thằng LC3 này nè nha. Ủa má LC3 top 8 nè. LC3 top 8 nè. Hay em ơi. LC3 top 8 nè. Anh tí một thằng đi rồi nha. Ủa mà mua đát làm gì? Hàng nó đi rồi, hàng nó đi. Không hiểu sao lại mua đát ạ. Hay 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 hay. Bài này... Chả hiểu sao bảo mua đát. Bài này có một con Golap ở nữa nhỉ? Hay là cho Saman nhỉ? Cho Saman bán kìm. Hay ra mình phải lên 11 chứ. Không sao anh, cứ bình tĩnh cho anh. Em blink sang, em vẫn để con đắc ở bên tay trái nhá. Anh đừng xếp thao bu phục ở bên góc. Em blink thế nào, em để blink thế nào. Em blink, anh tí anh trai anh nhìn bài em khác. Rồi rồi rồi, để em nhìn. Chưa có rớt, chưa bỏ con CM anh em ạ. Đâu có rớt đâu. Vâng vậy anh ơi. Đánh cuối, mới cuối. Mâm. Cái mâm ngon hơn như là... Không có B, không có em cả B. Đâu để coi, khoai, khoai để đâu đây? Bên phải quá, ok. Né rồi nhá. Em Berlin bên phải hả? Em để Berlin bên trái đi. Đúng rồi, để Berlin bên trái anh ơi. Để con Berlin của em bên trái nhé. Để Berlin bên trái đi, né được hai nhà mình. Đi, chết rồi. Còn đây em bảo, anh vứt cái con Echo hay sao và cho nó ra skill lúc ngon hơn ý. Tại vì bây giờ toàn đam tay à. Để nó khóa mục tiêu ấy, ngon hơn. Ôi thôi anh rồi. Một thằng đi nữa nhá. Ôi trời ơi, một con nữa, ôi. Chưa chết, đừng chết. Ôi, em đánh này nè, em đánh này đi nè. Như máu. Ui. Được em, được ôi em. Ui, có khoai vào đúng là như hổ mọc thêm cánh. Mẹ. Ngon luôn. Ui. Tức biết rồi. Nó biết nó thua. Em mình ăn rồi. Mình ăn nhìn rồi. Đi, anh em nhìn thấy chưa? 1 2 3 4. Ơi. Rồi đã tiếp rồi, trận cuối nào. Chuyển tiếp đây, chuyển tiếp đây, chuyển tiếp đây. Trận cuối, trận cuối, trận cuối. Chuyển tiếp, chuyển tiếp đi. Ok, ra đây nào. Đọc cuối đấy, đọc cuối đấy. Ôi xời ơi, đang ngon, bài đang khỏe. Đang vào coi như là thế. Thế coi như đùa. Bè vào đánh đi, bè vào đánh đi. Em đi. Đang vào thế. Đánh đi, em coi cũng được, em coi cũng được. Đang hết người rồi. Hai đều hả? Hai đều hả? Ok. Hai đều. Trận cuối. Anh Long đánh đâu? Anh Long đánh đâu? Em đánh đi, em đánh đi. Em đánh đi em coi nha. Đây là Sunny rồi. Nó không trả được mày gì nữa đi. Nó thành đừng cái game này khoái. Anh thấy không? Anh thấy ai LC3 top 7 chưa? Dám kiểu đạch một người nó không đụng con chùa. Hương ơi, Hương ơi, có người hỏi tên em kìa. Bé dễ thương tên gì đấy anh? Hương em nhá, tên là Hương. Nhà Hà Nội em nhá. Ngoại thành Hà Nội. Ngoại thành Hà Nội, nó đúng rồi. Ngoại thành gì? Nào. Đông Anh à? Nhà không phải Đông Anh. Gần sân bay. Sóc Sơn nha anh em nhá, Sóc Sơn. Nhà có cả quán LED 100 máy. Điên là em bán rồi. Thời đấy okay. Xưa rồi. Tuấn với em lo mà sẵn sàng đi kìa. À đây. Mình cứ mải coi như là ê, khoan đợi em xíu, một phút. Anh bảo nè. Một phút đi vệ sinh hả? Để anh còn đi. Có đi không? Thôi bảo tất cả bọn nó đi. Bảo tất cả bọn nó đi. Tất cả chúng mày đi vệ sinh đi. Cho giải quyết cho làm trận cuối cho nó tập trung. Anh ơi, em ráng tận hưởng những game cuối cùng của em đi nhé. Anh sợ là sắp tới em sẽ không được chơi nữa. Ai? An á? An. Ờ mà An chơi hơi máu luôn. Hôm nay chơi hết đúng không? Không bỏ một trận nào. Đúng rồi. Có 5 trận, chơi 4 trận. An ơi là dỗ người yêu đi. Anh An sinh năm bao nhiêu hả anh? 99. 99 á? Ở đây toàn 99 thôi. An này, Bèo, Ánh. Anh An, Bèo. Chú Tuấn, An, Bèo, chú Ánh. Không, anh sinh năm 99, em nói gì vậy? Anh sinh năm 99.
em xong rồi nha. Ok. Ôi hồi nãy thằng kia lên sư ba top 8 nó cày lắm á. Cày chứ. Em ngồi chù đó mà. Có phải là Sally không? Đúng nó như thế nào chính nó. Nói chung là đéo để ý. Kiểu hồi trước bọn đấy nó chắc hết biết Việt Nam mình hay sao đi. Không, cái đợt đấy thằng Sunny đấy là thực ra là nó xin số ở Hương. Nhưng mà đéo cho follow, bảo follow từ lâu rồi. Không, em kể cho anh biết tại sao em cay thằng Danh con này. Tại vì nhá, có nghĩa là nó hành em, xong nói chung là kiểu bên, nhưng mà nhá, có nghĩa là em về bên, ví dụ hôm đấy hôm thứ hai ạ, em về bên nó hẹn đánh nhau hôm thứ tư. Thì ngay hôm thứ hai đấy em về nó chốt là thứ tư đánh, nhưng mà ngay hôm đấy em biết là thứ tư em tim em bận rồi, thế em mới bảo nó thôi sang hôm thứ năm. Thế nó cứ hành hành em cái đéo gì. Bạn hồi xưa bên team Việt Nam thất hứa với nó một lần rồi. Thế xong rồi nó bảo là lại như thế nữa ấy. Rồi đã phải định nói em xin lỗi, nó các kiểu rồi. Sao anh biết gì không? Em thả tim xong em hôn nó. Úi dồi, em vợ dễ dãi thế. Được. Sao anh biết gì không? Mỗi cái like anh ạ. Cái gì đấy, dành con. Năm bi. Tôi đã hai con ốc chứ. Đúng, tiếp đi Khoai ơi. Tiếp đi Khoai ơi. Nó dụ á. Ông theo kinh nghiệm của em là nó dụ em á. Thôi khóa được mà, có que mà. Long hôm nay chơi này không chơi à? Khóa rồi. À không, tôi ngoài tôi được không? Tính chợ, ra nha. Thế này chơi này tự tin rồi, tự tin chơi rồi. Tự tin chơi tử rồi anh em ơi. Trần chỉ còn thay đồn rợn. Long mày vào kiểu ảm lắm anh em ạ. Ảm tôi lắm. Ôi tôi chết rồi, eco rồi. Ôi da gấu ạ. Gấu xin hả? Phải không? Không anh ơi. Nó cũng là gấu mà, cũng hết. Được. Kiếm tí. Không đen kìa anh. Đúng rồi em. Em chơi game bi quan đấy. Không, anh nhìn thấy cái búa xét ở đây rồi. Đừng đưa. Con God nó lừa tôi thôi. Con Eco nó lừa tôi anh em ạ. À. Búa xét chơi chuỗi thắng, đéo nói nhiều. Rao xong rồi đéo ra cái gì luôn. Thôi xong. Quên chú Tuấn, chú Tuấn. Thường ơi, có người hỏi mà em bao nhiêu vậy? Em sinh 2K5 anh ạ. 2K5 mà gọi thằng khác là danh con, như đúng rồi. Thôi xong rồi. Gót rồi. Ngu quá, không mua con gót. Ai cô không nghe ai cô cái này nhá. Anh ai cô nhá. Kiếm tưởng. Anh nhập búa xét. Chơi game hèn nhát đấy. Không có búa xét. Nên tiêu chơi thắng. Ghép xung kích rồi. An ơi, xác định đi bít luôn đi An ơi. Làm gì có gấu anh? Từ từ anh ý nó ra. Nhưng mà ghép xung kích không anh? Vai cướp của thằng áo đỏ này. Cứ để đấy. Anh em nhìn thằng Dim kìa. Sợ thật sự. Em ghép Blink cho con gấu cũng được á An ơi. Blink cho gấu à? Ừ. Luckily cũng được lắm ấy. Được à? Được. Nói thế thôi chứ em sinh năm 2K1 nha mọi người. Không, mọi người lại tưởng mẹ giới trẻ bây giờ bậy nhiều thế. Đấy chị giờ tha hóa quá. Ui, hóa quá. Ôi, à là chơi gì đây? Hai gầu mét. Cứ lấy mà lên đi, mình chơi Godnai cũng được mà. Godnai à? Thì cứ mua thôi, ra gì chơi đó. Tiếp theo đi mà cờ lại form quá nhỉ. Mình đóng cho ra gấu xin thì thôi. Trả lại cũng tiền thật. Lấy xung kích nhỉ. Nước hắn ớt, chín nha. Được quá nhở. Ok đéo gì. Hai con còn một máu này. Chào anh. Ôi gót nhá. Tôi gót nhá. Bài em cứ bỏ củi thôi. Không biết con yêu với con hay sao mà thay cho con. Thì ai áp cấp luôn anh. Có sâu nhỉ. Anh không kiểu rồi đi. Bài mana kêu góc kiểu này. Ừ.
Em gặp thằng Eco chưa? Liệu mà lát mình bỏ. Ông cứ để cờ đi, đừng phá nó. Ui, thôi xong, khỏe đấy. Ai đấy? À Thanh à? Thanh à? Ừ, cứ để rồi giấu đi. Có thể để ngấu chứ. Ủa ai 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 Echo, ai Echo. An lát lát Echo. Ai khá nó đi bỏ ra này. Thằng xa rất à. Ông anh ai Echo cứ Echo đi em. Em chắc không Echo đâu. Ủa à, không Echo hả? Em đợi cờ thôi. Ra có xin em trời chuỗi luôn. Chưa là. Không nói sớm anh Echo. Chán thật sự. Thì nếu mà Echo thì nói luôn mà. Còn không không Echo thì em ăn hàng. Nãy em cũng định Echo. Tuấn ơi. Ơi cháu. Ơi cháu. Cháu cứ nói. Đấy, chú thấy không? Chú không có kiếp với Echo rồi. Mình chơi game không được hèn nhát, chú hiểu không? Ui, mèo khỏe vậy. Bình thường anh khỏe gì? Mèo làm gì khỏe, em mới khỏe. Bố con tin cờ. Chuẩn bị mà up cấp đi, cho xin vào đi còn gì nữa. Đánh chuỗi thắng luôn. Em định, đâu sao up mà. Ui, đây rồi. Đây rồi, nghe đây rồi là thấy là đóng quan tài cho mình rồi. Sợ quá. Đây rồi. Tuấn ơi, anh biết gì không? Ừ, cứ nói đi em. Nếu như em là anh nhá, em sẽ bán hai con Rubik đi cho tròn 10 tiền. Không, điên. Sắp đủ bán. 6 gót, 4 gót rồi, thế, lên 6. Thế thì bán một con Rubik với cả bán TB đi. Không, thôi. An ơi, bạn có hai sao để đấy, có Ulit 2 sao nó khỏe. Nhưng mà con Rubik 2 sao khỏe. Tôi chưa gặp thằng Echo nhá. Ừ, bạn xem bạn bỏ luôn được không? Bỏ chấp nhận hai rau. Để nếu mà ra 11 cặp thì bỏ chứ. Năng hai gấu thì cứ từ đánh thôi. Thì chấp nhận thọt một rau đi nữa, áo đi. Từ từ thọt một rau à? Ừ. Giá bán con xin mà rồi. Ui, sao lại không phải là một con Razo nữa nhỉ? Rau sau nha bạn em. Nè, bài chú thọt vãi xưởng ra chú Tuấn ạ. Thọt gì? Chú nhìn đi, chú nghèo nhất cái chỗ này rồi. Không sao, tí chú giàu. Được, chú cho tí được chú về. Cháu nhìn là cháu biết thằng Sunny là nó chết rồi đấy. Ít nhất trận này chú. Ôi không chú ơi, cờ tự ra kìa. Bảo giá nó. Kệ nó, không có gì cả. À, gặp luôn à. Ôi kìa. Có cái gì đâu. Có cái gì đâu. Không sao, giữ được máu à. Kệ nó đi, sao cháu có thể ghét nó như thế nhở. Nó mất chơi cháu... thua. Nhưng mà chú biết gì không, đời cháu. Em ơi, 11 anh ơi, 11. Chưa bao giờ bị con trai thả lại. Ủa. Chết mẹ. Này chơi cái gì. Thế là thằng sao bắt được Echo nhá, không ai phá bắt nhá. Một con Rubik đi. Không. em để ba gấu nhá anh nhá. Để ba gấu, ừ. Thế về cháu. Em cho anh farm con Goblin nha. Cháu hỏi chú nhá, về con Rubik 2 sao thì chú định làm gì? Con Rubik 2 sao để cướp bài, sống được. Chú biết gặp ai đâu mà cướp. Có. Tí nữa cắt chuối của Thanh kìa, của Thanh kìa. Ôi cướp con BH. Ờ, cướp con BH luôn. Vấn đề đâu. Con tươi. Con đèn nam của Berlin. Đồ đẹp thế. Ui, CB2 ạ. Em có CB2 nhá. Lập trường quá nhở? Rau này có 3 nhở? Rau này có 3 nhở? Chưa tính, quên mất. Chết rồi, con tính không tính. Ê, cháu tính qua đâu. Ok, em máu, giữ máu. Gặp anh Thanh đấy, gặp anh Thanh đấy. Nghe. Gặp Thanh hả? Gặp rồi mà. Anh gặp An. Gặp An rồi. Gặp An rồi. Nhầm. Ui giời ơi, biết thế up cấp.
Ăn được, thắng được. Flaming 2 rồi. Flaming 2 thì chú cũng có Razor 2. Có nhưng mà chú có Varrock, à chú có Varmec đâu. Cần gì, đặt đúng là được. Mẹ chán đời. Biết tới quả đấy ăn rồi, cắt chuỗi được của nó rồi. Chán đời rồi. Coi như cho nó nổ chuỗi rồi, team mình ăn chuỗi của nó. Ui, ra cái gì đây. Thế thôi, được rồi. Độc trứng không? Có độc trứng không nhở? Nếu như mà cháu là chú nhá. Được không? Cháu không biết. Cứ hỏi anh Thanh đi. Đọc cũng được. Mình có anime không? Bên mình có anime không? Có anh. Ở bên đó. Anh, có anh. Nhìn em thủ cái BKB trong người. Ê, chú nhìn hai con Rubik của chú, cháu ngứa mắt quá. Từ từ, bây giờ round sau lên Rubik lên được 2, cho vào luôn này. Nếu hiểu chú ông, hai con Rubik từ round 6 đến giờ ấy. Thì nó đen thì phải chịu chứ biết làm nào. Lên được 2 thì nó là Ulit 2 sao, bây giờ đã có 2 sao đâu. Kheo, bay kheo. Ui dồi, trời ơi. À, vừa bắn ai đi ra cái đống này. Bốn gót luôn kia chú. Bỏ con này ra à? Con armor ra à? Phí quá nhở? Tabu 2 sao? Thôi thôi thôi, không cần. Thôi, Ahmed, chú làm sao đây? Tabu 2 giờ khổ yếu rồi. Đéo có tăng. Đéo có tăng. Chú chơi game hèn nhát thế. Có tăng, thấy chưa? Thấy chưa? Còn mẹ đéo có tabu thì ra ngoài toang rồi. Đấy là do mình hên. Hên bình thường. Đéo thì tính toán cả. Vũ vào mà thôi. Không nghe lời con hùng té đi. Để yên cho chú chơi. Vũ vào vẫn đấy bảo bỏ tabu thì thua ra này. Chú hên. Trật tự ở chú chơi. Em để ý cái thằng Eco nha. Ủa mới nó được Eco. Đấy để ý cái thằng Eco. Không ai phá nó, mèo chín ăn không phá. Mày quá. Ôi, nó đi xin, nó ôm cờ của em. Mình làm được, mình ba gấu lên là mình làm được. 1% đi. Ui, mẹ con nó không hết ạ. Ui, đúng quá nhở. Hết tiền rồi này. Bây giờ có chơi kiểu Soul Reaper đấy không nhỉ? Sao Reaper lên được 2 thay cho AM. Ủa. Thanh trông khỏe đấy nhở. Thằng kia nó Eco nó ôm cờ của em kìa. OTB 2 ăn luôn. Hay ăn em ăn lấy cái chuỗi luôn đi. Ừ, lấy chuỗi luôn đi. Em ăn được chuỗi à? Ôi trời ơi, hay chứng quá. Tỏ là mình khỏe vậy đấy, vừa lấy ăn được thằng An. Đùa. Không anh ơi, anh có tabu thôi, em giờ đang này em bỏ tabu vào đầu rồi. Ờ, thế à. Thôi, bỏ tabu đi đâu. Bài này chắc em chuyển insect rồi. Insect để ăn thằng bết kia. Tiền thọt nhỉ. Thành Tuấn trông giống toang lắm. Không, nhìn ra bảo toang. Đấy, chú nghe cháu bán con Rubik đi có phải là giờ chú giàu rồi. Cũng chả giàu được hơn mấy. Ai bảo chú thế. Bây giờ quên bật mic, An ơi, bỏ con giữ máu ra cho gấu vào. Dạ. Chú mà bỏ bán con Rubik đi à, giờ chú có 30 tiền đấy mà 7 rồi. Bỏ con giữ máu ra cho con gì vào. Cho gấu vào tăng tỷ lệ ra, tăng tỷ lệ ra gấu. Nhưng mà em tưởng là ba con gấu là được rồi. Nhưng mà nó sẽ gọi những cái con có cái tộc ở trên bàn thì mình có nhiều gấu thì cái tỷ lệ nó ra nó cao hơn hiểu không? Đúng rồi, lâu rồi đúng á. Em sợ bị lục, em sợ bị lục nên cho con giữ máu.
Nhưng mà ra quái, đánh tập trung vào. Chứ tôi quên mất cái con Ok. flame. Thôi. Đây anh, em tin đang. Đây, em cho hết gấu vào. Bỏ giữ máu ra. Chữ máu. À thôi tùy, giữ máu cũng được. Lên được 8 mới Không cho có một vào. cái. Em sắp gấu 2 rồi. Nào đâu chắc em Roll chưa nhẹ có sắp cái, rồi. roll nhẹ cái đi, roll nhẹ cái. Thôi nào, em hơi run. Tiết kiệm. Ra trứng đập phát luôn. Ui, Doom kìa. Chết mẹ rồi. May quá luôn Bài cây. bài này của Được. chú mà vô được top 4 cho donate chú 50k. Được, được cháu, được cháu, được cháu. Được, 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 được Được chú. cháu. Thế ví dụ mà chú A khỏi top 4 chú donate lại cho 1k Chú làm đéo có tiền donate cho nhé. cháu. Chú nghèo lắm. Thôi xong rồi. Ui, cấu lên tính tiền à. Chào anh em mới vào nhá, chào Huỳnh Văn Ngô. Ô thế lại không chơi cam à? Cấu Thực lên ra thì cam thì anh em muốn rồi. thì nó có thôi nhá, nhưng mà tí nữa. Giờ đang tập trung Bắt anh em đầu ạ. số ạ, anh sẽ đi nhỉ. Bắt đầu số tiệm B vẫn hay hơn nhỉ. Không em, cứ đưa đồ cho gấu đi, gấu nó mạnh hơn đấy, tin anh. Đây à, Bán em ngoài xin đi vào. nhỉ. Ôi kiểu chú bán con gì đi, kiểu gì Tầm chú cũng phải donate này cho cháu máu lại được. 100k rồi mà. Đúng rồi, hợp lý rồi. Up 9 luôn Người nha, lý up từ từ lên 9 nha. đắp chín bài này em ăn lên chín đó. Ui. Ui này khỏe quá. Ui chạy được rồi, chạy được rồi. Ui có ra thôi. Đúng rồi, đúng Chạy rồi. được rồi, chạy được rồi. Cố Không ai để ý mày thằng đắp này nhỉ. chín không khỏe chứ. Quên Đi mất. kìa chú. Mày Rubik Ui đi kìa, mày Rubik đi kìa. em làm được cái. Thôi Bài này bán em làm làm được. gì. Anh ơi, chuẩn bị xếp xếp cờ cuối cướp chuỗi hàng kia luôn. Vâng. Em chưa gặp thằng đấy nhá. Chưa gặp đấy. Mà chưa Cái cái thằng đi, em sợ là Eco có nó con sắp đi bóc luôn. ba rồi nha. Ôm ôm ăn À, giữ ốc về nhá, anh em giữ ốc về. em cũng đang cần lên ốc mà. Thì nó chết đã rồi em lên sau. Ô máu đi. Giữ tiền tí nhở. Bây giờ up 8 luôn thì hết tiền mất. Chơi game hèn nhát quá, up luôn chú. Mà Thôi. chú up tám gì, chú con gì bỏ vào đâu? Con này, con Sweeper này mạnh mà. Con đấy 1 sao hay sao vẫn bỏ? Không, con đấy nó cũng khỏe lắm. Nó hồi máu. Không sao. Nhưng mà chú có chơi cái trò chú donate cho Donate cái Nó phi gì? chuỗi kìa. Đấy, Cháu chú là sao? up 4 thì cháu cho chú 50k, Không, nhưng mà chú thấy cái kèo này nó thiệt thòi vãi đái luôn, thề. đấm Như thằng Bèo là nó đấm chú không trượt phát nào luôn. Thằng Bèo thằng An ấy. đấm làm gì đấm Còn Thành thì nào không em đánh nói, đi Thành thì anh chắc không đấm chú đâu, nhưng mà hai thằng kia thì ngố luôn là thế thế nó canh mà mười đấm chín chú à thôi. mười chín mười chín mười mười chín chín mười à chín mười chín mười chín tạm dừng kia tạm dừng tạm dừng tạm mười dừng chín tạm dừng em gặp anh Tuấn đấy. À Béo thế ơi, à, 19, 19. các anh hả? Bỏ ra. Dạ, Bảo em là gặp anh mình đó, ba em gặp anh gấu, đó. không gặp để gặp ba gặp gấu. anh thì tha anh nhá. Cho anh thắng được không? Cho Đi anh thắng được không? Ok ok để được tôi được được thắng. được 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 Thắng nhá, ăn bỏ nhá. Để tôi thắng nha, để tôi thắng nha. Để tôi thắng chứ, tôi còn có chuỗi Cho mà. anh thắng thì em bỏ bỏ cờ trước đi, xong anh lựa. Không, bèo sắp Em chết rồi em nè. à rồi ok, em hiểu rồi. Rồi Rồi anh rồi lấy một rồi. con Ok chủ ok ok. lực, tức là một Cho con nhìn rồi. tăng là năng Cho được rồi. sang nhìn. Một con tăng nhá. Đây đang nhìn đấy, bỏ ra đi. Đây. Bỏ một Bỏ sao lên anh ơi, bỏ một sao lên. Một Anh này được bỏ. chưa? Bỏ hết Được gấu lên, bỏ được hết được gấu một được sao được lên, được. bỏ hết gấu một Không sao con nào lên. đẻ, Anh không bỏ con bớt nào xuống đẻ. một con. Được Rồi chưa? ok. Rồi, ăn rồi. Thiệt thôi gì thế, chú ấy nhìn đi, cháu với chú đang xưng nhau bằng gì, chú cháu đúng không? Ôi X2 trời tuổi ơi. tác, X2 tuổi tác Đèo thì đèo X2 tiền đèo. thôi. Kinh. Lỗi Đúng lỗi chưa? lỗi. Đúng Lỗi lỗi rồi. tớ lỗi tớ. Thôi rồi, để tớ thắng đi. Đúng Rồi rồi, rồi. bạn nhiều máu mà, không Cháu sao nói đâu. cũng đúng đấy. Hợp lý mà. Nhưng mà chú xin dừng cuộc chơi. Nói rất chính xác nhưng mà. Ôi. Vẫn chưa thấy ra già, sợ thế nhờ. Không mà à ra giảm được nhưng mà Ủa thế có khi nào thua ra quái không nhở? Nhìn giống thua. như chú để con Rubik lên đi. Rubik vẫn đéo lên được hai, đen đấy nhở.
Nó bảo bán đi, chú đéo tin cháu. Thế đấy chú Thôi biết bán chú, đi. chú, đấy là do trận đấy chú không tin cháu. Chú cháu mình tin nhau rồi, giờ mình top 1 rồi. Thua mẹ. Ui, tôi đọc quái thật này. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Cái thằng kia còn một con nữa, nó lên ốc 3. Xì đá quá đấy có nhờ. Ba. Ờ. Rồi, đéo có bài rồi. Lấy ôi, cơm đồ nắng này lại hay phải sao chơi rồng rồi, đồ này phải chơi rồng rồi. Từ từ đã nhở, hết tiền rồi. Từ từ đã, cho tiền nó lên tí. Đẩy cho kinh lắm này. Mẹ chú rồi, yếu nhất cái chỗ này rồi đấy. Ừ. Yếu vãi đái luôn. Trời rồi, gặp thằng An. Chào của em ông tới số rồi. Khỏe quá, 12 máu. Ờ em đường tay nóng rồi. Em à, nó lên 9 rồi á, vai. Em lên 9 từ 2 đau trước rồi. Chơi gót dầu, à là chơi gấu dầu mà, có phải mua gì đâu chú. Quê à, nó khỏe quá rồi. Em làm được. An lên 9 rồi này. Sáng nay anh ơi đánh gấu bít cho rồi. Bài đánh gấu bít luôn. Ừ, 3 sao rồi. Yếu quá nhờ. Yếu. Ra đát rồi. Rồi cũng chơi gua lốc rồi. Bán gấu bít, đúng rồi. Chơi ở đâu? Bỏ con gấu bít xuống. Bán đát nhá. Không chơi được đâu. Nếu cháu là chú thì cháu sẽ chơi gót vô đắp trứng, đập con sao Whisper 2 cho vào. Ngon hơn sao mà. Đâu đâu, tầm này lên 10. Ngon hơn sao mà không? Nhưng mà đắp trứng thôi lên được con sao Whisper 2 thì ngon. Mà trứng lâu hốt rồi. Không, nhưng yếu đi. Chơi Warlock mà beat nhiều này không chơi được đâu. Warlock đâu có chơi được với beat đâu. Grim Chock còn chưa có. Làm gì có đam. Nhưng mà bây giờ chơi phép chúng có đã ra được con gì đâu. Đây rồi. Má ơi. Nhưng mà chơi già rồi thì không cần chơi Grim đâu. Chơi Ina mới chơi Grim thôi. Ờ. Rồi đi chú, mẹ bà chú vẫn yếu vãi ra. Không, từ từ xếp đồ đã, đang xếp đồ. Hả? Tôi đợi một lát á. Bỏ Grim đúng không? Thế là nếu như chú tính chơi già thì bỏ Grim đi. Ui mẹ. Nó già 2 rồi. Nó già 2. Có quả trứng này đập được con già. Chết rồi. Bèo sao xuống đây rồi. Ui con cấu kia thanh khỏe thế. Sao chú không chơi cái kèo 100k 50k? Không, chú nhìn thấy cái bài chú lâu hốp chơi gì. Ra con già tự tin ngay, ra già 2 tự tin ngay. Cháu nhìn thấy từ lúc chú không bán con thu bích đi, cháu biết là bài chú lâu hốp vậy. Bèo mà gặp mình thì ướt người bạn ơi. Ui. Ui. Tham không? Có tham không? Thôi giờ bài lâu hốp phải tham đi chú. Cái thằng top đầu nó múa hơn mình, nó sắp úp 11 rồi nha. Nó thủ đấy, tí em chuyển đi chắc ăn được. Ui, không à. Được đấy. Được không? Bán hai con. Được không? Chưa làm giàu không? Được chú. Được đấy. Nhưng mà level 8. Nhưng mà level 8. Ờ, thôi đéo chơi đâu. Trông rồng đéo chơi được. Thôi kệ. Bán sao Ripper đi nhá, bán sao Ripper đi nhá. Vâng, bán đi. Có thằng đi rồi, có thằng đi rồi, có thằng đi rồi. Bán đi. Mình cũng có phải là thằng đi đâu. Đây, ê, thế thì bán cây luôn, lấy 10 tiền. Chơi cây làm gì? Nhưng mà chắc gì đã chuyển được sang 5 rồng. Không 5 rồng à? Bài chú thọt đã trưởng ra, chắc gì đã đánh được 5 rồng. Mà giờ còn giờ 1. Lên 9 là chơi được 5 rồng đúng không
Nhưng mà giờ một thì cũng sợ cũng yếu ấy, mà vừa cũng chưa đủ bộ rồng. Nhưng mà lại không có được con Grim, vừa được bán Grim được 5 rồng, nhưng mà bây béo ơi, giờ béo ơi, em nghĩ không anh gấm nên chơi gót đi, ừ, hết chơi tiền gót anh đi không, được anh được không lên chín được thằng có ba. Cháu nghĩ em không. dù bán con rồng đi đấy Em nghĩ là anh nên bán 2 con rồng nó đi, anh chỉ gót đi, anh lên 5 rồng không 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 nổi đâu. Ờ thôi rồi, nhưng mà anh lại vừa bán cây thế này, điên thế. Vừa bán cây xong BKB. Roll hết Nghe tiền ra già hai vậy. đồ chú cô học thật sự. Cho thấy đi rồi đấy chú ạ. Cho qua lắp thì ngưng đi, cho qua lắp vào. Ui, Storm 2 Ừ, đi này. đánh tiếp. Rất đáng tiếc. Quyết đi chú ạ. Không Ui, chung mẹ, chơi. rốt đéo ra con nào luôn ạ. Bán gấu đi, lấy Kira đi, An ơi. Thì ra Em bán con Ember đi, em không lên được ôi, 3 xong đâu. rồi, gặp thằng này đi rồi. Em chỉ em xác mẹ em ra, Ember lại bán. còn già, lại còn tung trưởng ngu nữa nhá, chán đời. Tầm này được, vẫn gấu được. Ủa thằng này nó eco mà Em nó comeback mạnh vậy. không hay Em ta có nó được Ember dưới lên. hàng chờ kìa. Có Ờ Ember có dưới thằng hàng đi chờ nữa này. kìa. Nó giàu Có thằng đi trước mình này, bèo đi à? Bèo đi. Ông Này chơi không. ông phải top 1 chứ ông cứ me cái top 8 ông né là éo nữa. Thật Thôi thật bài bài nó khéo quá rồi, khổ. ra Đấy nãy ui, mẹ mình sống hai này. không dùng băng hai có tác dụng gì đâu. Thật ra nãy cháu bạn nãy mình chơi cái bài Đó. Thunder Spirit 4 Warlock khỏe cực. Thế Đúng hai à? Này chắc đúng hai nhỉ? Đúng Quýt rồi, gấu mẹ 2 thôi, anh đã từ luôn, đầu rồi, ui bán giời đi. thế này. Ôi. Và bà chú quyết đi rồi. Quýt được rồi đấy. Bốn Quyết hai đi, thì bà chú chỉ cho được thắng tiếp. ai đâu. Ui, gặp Thành, thôi đi rồi. Em vừa mới lên Mẹ ốc thằng này ba nó cứ luôn á. tiếp cao tư mình ạ. Hay thật. Cái này Sao được, còn kèo cao cả to sao Green được, mà nữa đi rồi. cao to Ủa thằng hộ chết rồi, cái, chết rồi thằng chết rồi, hay cao quá to nhờ. hộ cái, đầy quá, đi Ba rồi, đi ba rồi, đi rồi, đi rồi, em hay quá anh ơi. Ủa thế làm lại được, thắng à, em làm được. phải không? Top 1-2 thì thắng, giờ ai top 1 thì thắng nhé. À, tôi một đi À thắng top được 1 rồi. rồi. Từ từ anh Em ơi, làm tích được. tích tích tiền, tích tiền, đừng đừng xả, đừng xả, từ từ. Ok. Em insert sẵn sàng bên dưới đây. Thực ra cái bài vừa Lấy của lấy mình. cái con giả nó đéo lên được 2 thì nó vẫn là low hope rồi. Roll hết tiền không ra Bây giờ giả. kìm hãm cái thằng Hay. 5 rồng lại, đừng để nó lên 12, nó đóng ele là em chết đó. Anh biết sao không? Tại vì ba anh bị trọt tiền đấy. Anh nghe Anh em nó bán con cũng Rubik đi à, đời con. Cả tại anh Rubik. không, thằng này nó lên được 12 thôi, nó sắp lên 12. Lên được Nó là nào con anh? 1. Nó ăn hai con quái nó lên thôi. Ui nó ăn được A Ai này. thằng bò. Ui nó ăn được ăn rồi. Ui nó lên được Còn 12 hai đây. này. Em đi xếp sẵn sàng rồi. Để tĩnh tĩnh tĩnh. Được được được. Đâu Em nó làm đóng con nào nào. ele, nó đóng ele, nó mua Chơi con chơi canon về là nó mới nghỉ chơi luôn á. con Căng gấu thì sợ gì em nghe đâu con anh. canon một thôi, con canon một 4 gót 5 rồng. Con này em cũng nghĩ căng. là em nghĩ là nó sẽ chơi kiểu 4 gót 5 rồng canon 2 chứ không chơi em nghe Bây đâu. giờ phải có con ngộ không chứ Ừ, ngộ bốn không bốn gót năm là rồng canon 2 cũng chịu không nổi nữa, con canon 2 là con canon 1 thôi là quýnh hậu hậu không nổi rồi. Level 12 nó đánh được nhiều thứ lắm. nó lên được 12 rồi, chắc chắn nó lên 12 rồi. Nó Lên được khóa 12 gì anh nhỉ? rồi, round này ăn rút ra ngoài lên được 12. Căng nhỉ. Tiền đi đã anh ạ. Với cả chưa kể là gì nhỉ. Number 2 Ủa bây giờ là bây giờ yếu mình top rồi. 2 3 mình thắng Không, 1-2 thì thắng. Đấy, ai nói chung là tầm này là ai top 1 là thắng. 1-4 cũng thắng. Ôi mà Em thằng chưa biết. 9 vua của nó cũng thế giới lắm nhá. 6 món đồ tím. 6 Nhiều máu, nhiều máu. món đồ tím luôn. Ghép không trượt phát nào. 8 em coi coi nó lên kịp. Má mà nó nhiều máu quá.
nó nhiều máu á, cái quan trọng là nó nhiều máu á. Chuyển luôn nó nhỉ, thủng, sắp chuyển luôn nó không thủng cái le trong người kìa. Chuyển luôn em ơi, tích tiền mà roll. Tích tiền á, nhưng mà chắc không chơi beat nữa đâu nhỉ, bán beat đi chứ nhỉ. Đi đi xem rồi. Cho này cho Kira vào. Bây giờ em thấy có tôm Saman 2 sao bờ linh thì may ra. Đúng đồ ô ta. Khoai có Doom Blink cũng được mà, đúng không? Em chơi Doom Blink vào cũng được. Kiếm con Doom lên 9 cho vào là được mà. Ok, để em coi coi em đánh gì. Anh ơi đừng có tích bit nữa anh ơi. Đừng có mua nữa. Nó không ra cờ đâu. Mua gấu lẻ tế anh, mua gấu lẻ tế thôi. Mấy người lên AC thì đánh được kia. Bây giờ slot đâu mà tế nữa. Insect đi, bây giờ anh ý thay Insect, anh ý tế mà anh. Đâu có chơi gấu đâu. Đánh được cái thằng 9 quơ nè. Em mua nó không có ra cờ ấy, hiểu không? Hiểu ý không? Em mua nó không ra mấy con cờ khác. Mà thua. Thằng hai đi với em rồi. Ăn rồi. Hay quá bây giờ. Với cả An có An có xem cái trận mà ngạo nó đánh cái bộ này không? Xong rồi nó lấy con tôn độ không nó làm co không? Em nó mày lè. Khỏe lắm. Cái con tôn độ không nó đập hết. Không sợ Ele đâu. Con tôn độ không nó tung trưởng liên tục luôn. Nó dã liên tục luôn. Thằng kia là 5 rồng mà anh nhân 12 rồi. Thằng kia là C2. BKB vào, sợ đéo gì. BKB cũng không chịu nổi đâu. Không chịu nổi đâu, quan trọng là cái đam, cái đam. Đấy, đấy chắc ngon nhất là được cái kiểu giảm tốc này nhé. Chưa bóp. Cho Ele rồi nhá, 4 Ele rồi nhá. Ui giời ơi, bị Doom rồi. Nó còn kẹp cả Doom vào luôn. Đúng cái lòng thế. An đi rồi. Đi chưa đi nhưng mà chắc tao sai chuyển insect rồi. Tao đổi insect đi anh. Đổi insect thua chính quơ luôn nè. Má. Cái con độ không ấy nó tính nó tay dài à anh em? Con độ không có bị đóng đáo nhỉ? Tay ngắn nhưng mà rank là 2. Có chứ. Nhưng mà có đóng đá không? Có đóng đá. Bây giờ rank thì là biết là 2 nhưng có bị đóng đá không? Nó có chém lan. Chém lan là nó có nó tính hắn gì anh. Ừ, nó vẫn bị đóng đá anh em ơi. Ngộ không vẫn bị đóng đá mà. Nhện con nhện. Nhện cho nhện vô, cho nhện vô. Mới có 3 insect kìa. Ô chết rồi. Quên. Thế, thế chưa, thế là không có tế đấy. Có tế, có một tế. Thì ở zone Kira thì... Có 2 tế. Gấu 2 tầm này yếu. Gấu 2 tầm này yếu. Ui. Cái khoai ơi. Thôi xong rồi. Khoai... Không clear được, clear được, clear được. Clear được. Không clear được, bộ beat mới clear được. Clear được. Clear được. Tào lao quá đi. Được không? Em thua luôn á chứ. Không, không thua. Thua trong ốc làm thua. Được. Hòa. Ốc làm được. Chết một con. Thành ăn một con. Hai con luôn đấy chứ. Bây giờ làm cách nào em có con tôm hai ta? Zonia em ơi. Trả tiền nhanh em ơi. Mà cũng không có bờ linh nữa, nó 5 gồng. An 50 tiền. Tha hồ đừng mà mua xả. Mua sâu nữa anh. Mẹ ăn sâu ấy. Storm ấy. Ui, còn một con ấy thôi. Nhưng mà có bờ linh không? Không có Berlin. Cái gì vậy? Bỏ gấu ấy. Anh hết gấu đi, anh bảo từ đầu rồi. Bán sâu luôn kìa anh ơi. Bán gấu bán sâu thì bán sạch em ơi. Ui bị trừ dép. Không. Ô nhưng mà anh đánh với chín vua thì khá căng ấy. Ăn được. Anh chắc ăn chín vua mà anh. Anh chặt đẩy luôn đi. Ừ nhờ, khỏe nhờ. Nó giết em rồi. Ui nó giết em rồi à, thua rồi. Em đi rồi thua rồi. Không. Nói chung là ai top 1 thì thắng, nhưng mà top 1 đó. Khó lắm. Nó lên 12 là biết em thua. Từ từ đâu quái. Ủa nhưng mà bây giờ Thanh gặp thằng 9 Warrior kia thì thua đúng không? Ăn được không?
hên xui rồi đó, thằng đó giờ gặp em hên xui rồi. Thằng đấy khỏe phết đấy. Nhìn con Giáo Doom sơ mà nó thế giới đồ. lắm. Giáo sơ đồ anh ạ. Đồ, anh nói cái đồ của con Doom ấy. Em Ở đâu rồi, nó cho con nào cơ mà. Cho con Lancer. Em có AC, rau sao em lấy thêm cái Đồ 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 nó trăm có đẹp. cuối nữa thì ngon. Đồ nó có đẹp con đồ. Anh xem nó có chơi con thừa đen thì đắt cứ đung một khó nhá. Hết hết cứ đung cái bảo em với. Nó đung hết thì Có mâm cuối nè. được, thế thì ăn được. Cái thằng nó có chống hồi máu, cái thằng 9 qua ấy, nó có chống hồi máu cuối nhá. Vô đi anh ơi, không gặp phép thì chết luôn đấy. Gặp phép chết luôn Em làm đấy, gì? anh Em tích tiền à? Em tích tiền làm gì em? Vô đi, gặp gặp phép Vô chết đi á? luôn đấy. Em có vô đi đâu anh? Không kịp chứ Đúng. nào. Đâm Em ba không kìa. kịp mà. Lỡ Doom 3 hoặc là kiểu thì sao? Cứ gặp phép Doom chết rồi, đéo kịp luôn Doom rồi thì... kìa. Nhưng mà xả tiền đi, giữ tiền gì. Nhật chết Em có rồi. phải không muốn xả đâu, em muốn xả mà không xả được. Ăn được rồi, Tiêu ăn được gì thế? rồi, ăn được rồi. Ông phải Xong vô nhiều, là đâu? xong nhiều. Em thua Xong mày nhiều, xong luôn nhiều. rồi nè. Má nó có bơm nữa Tệ chứ. quá. Ui, thành thua rồi. Thế à, bây giờ top 1 là thắng mà anh. Vẫn top 1 vẫn Thua thắng nặng hả? quá. Thế thì ăn được cả hai đấy, ăn được cả hai. Dạ. Nhưng mà An đang để vị Thôi bạn trí ơi. con Venom đang đứng phía đối diện cái con Lancer của nó thì cẩn thận bớ vào đấy, chuyển vị trí Đọc cái của hớt, đọc cái hớt đi, Venom đọc cái ra. hớt. Đọc cái đồ cam kia đi kìa bạn ơi. Mà thật ra là cái thằng level 12 team nó cũng đánh kiểu gì ý. Kiểu gì là kiểu gì? Thế còn như nào nữa? Còn muốn như nào Là nó nữa? đánh gà anh. Thế bây giờ Nhà. em bảo nó phải như nào? Thì anh nhìn đội hình nó đi. Nó chưa Cái có gì? gót, nó không lấy gót, Mấy tức cả là nó lấy gót, nó Nó lấy gót không có chứ không phải nó Venom chưa ở nó ăn. có. Nó có lấy gót nhưng mà nó chưa ra là con rớt. Với cả nó không ấy, nó không chơi con 5 tiền kìa, chơi con này bẩn hết. Có khi thắng được ấy, Thua có khi hay top 1 rồi ấy. thắng chắc luôn. Mẹ nó Dép kinh đồ khủng. em ơi. Kiếm con Doom Đồ nó 3. thế nào mà. Này, từ từ anh ơi, Doom dậy, sao sao cuối á, cuối đổ con đúng. sếp bà Linh bắt già đó kìa, bà Linh về lo bắt. Nó đang cướp con Doom Nó đấy đang nha, nó cướp đang con cướp con Doom Doom kìa, trên nó đó. đang cướp con Doom kìa, kéo hai con Doom Em vào thấy trong đi. Nó cướp cả hai con Doom quay. kìa. Bà Linh bắt già kìa. Hello. Bà Linh đâu Được, bắt ấy? được. Bắt được, bắt được. Bạn bà xếp bà Linh đâu ấy? Ui, con Venom chết luôn kìa. Đâu anh, Venom vẫn còn mà, Venom còn nguyên chi mà. À không phải, Venom kia. Con Số kia 3, kìa. số 3, số 3. Số Được 3 rồi, rồi. ăn rồi, ăn rồi, ăn Ăn rồi. được. Ăn được. Ngon ngon. Ele Thì giờ nó nói không chung yếu. con Đúng Venom rồi, chết là vậy cái là con giờ nếu Venom cạn đâu. không có đồ. Ele Nó giờ phải nó 4 chưa quát có cạn được yếu. đâu. Mà Nó phải 4 quát ca lông cơ. 4 quát ca lông cơ. tại bàn này cũng bẩn nữa anh. Đúng rồi. Nó bẩn Tên cũng này chưa. giữ giữ đắt lại nhá em nhá. Tên này đánh gì chứ nó chuyển gót rồi nãy giờ đi hết ba nhà. Đấy, thì đấy em không hiểu tại nó đánh gà ấy. Có tôm, giữ tôm em, giữ tôm em. Con tôm hai nó có tác dụng lắm. Venom Rồi. mà Quăng Linh quăng Venom quăng cờ vào, quăng cờ vào. mà không phải là nó không không muốn chuyển mà là nó không có mà chuyển ấy, có rớt nó đâu. level Không mười muốn. hai nó Nó 12 level kiểu gì 12 chả nó muốn chuyển. chuyển, nó muốn chuyển là chuyển được mà. Nó còn dư một nó slot để kẹp nữa. nó có thua phải là rồi level mười kìa. đâu Không. Nó muốn là có cả cả ấy nữa, nó muốn có cả đi spirit nữa. Thua. rồi thua rồi Chưa hiểu sao. ông nó phải xếp quẹt Venom, đẹp, nó ông quẹt đẹp phải xếp Venom vào Linh đẹp mà mà chứ. nó được một phát trên hết mà không thấy gì luôn. Có BKB mà sao vẫn mất tụt máu nhanh ấy nhở? Đâu thật lại à nhầm nhầm không biết Ủa tại sao cái round đấy nó tụt máu nhanh ấy nhở? Venom tụt máu nhanh ấy nhở? chắc Nó là quẹt mình đam đẹp. 14.000 đam kìa anh, Nhiều nhiều khi cái giáp 15.000 băng nó nổ nó phá cái BKB. thế á? Còn thế Ừ, nữa một khi mà có khống chế là BKB nổ mà.
Ủa? Thằng An... Con Velo của thằng An đâu? Chuyện một phát không thấy hình con nào luôn. Không. Con Velom 2 sao của thằng An đâu? Bị lag à? Em không hiểu chuyện gì xảy ra. Xem cái bảng ấy này, bảng tổng kết này không có. Bán hết đi hay là rồi. bỏ xuống rồi quên bỏ lên. Không, Nó không, bị không. lag, nó bị lag. Nó bị lag. Còn đúng nhở? Không, Còn đúng nhở? Nghỉ đúng em không? không biết. Nghỉ rồi. Ờ, nghỉ rồi. Thế thôi. Có solo nhỉ, tí rank nhỉ. Em solo không? Ai thua em thua thì em đưa anh 50k, anh thua anh đưa em 100. Khốn thế đi.